Minh Dù xin hân hoan chào mừng tất cả quý vị và các bạn đang cùng đến với chương trình Ca sĩ thần tượng. Và đây là đêm thi bán kết, một đêm thi vô cùng quan trọng dành cho họ. Và chúng ta đã có 7 tiết mục, thế nhưng vẫn một lần nữa sẽ là áp lực dành cho ban giám khảo, sẽ phải lựa chọn ra 3 thí sinh bước vào trận chung kết. Và họ là ai? Đó chính là ẩn số của chương trình tuần này. Và ngay bây giờ hãy cùng nhau gặp gỡ thành phần ban giám khảo. Xin được giới thiệu nghệ sĩ Trấn Thành và ca sĩ Minh Tuyết. Wow, rất lộng lẫy và thanh lịch đúng không ạ? Tiếp theo xin được giới thiệu đạo diễn Hoa Nhật Nam và ca sĩ Cẩm Ly. Trời ơi, không biết hôm nay có hẹn gì không mà sao tất cả chúng ta màu sắc rực rỡ quá. Tại vì bình thường thì tôi sẽ đi với là chị Tư của tôi, nhưng mà ngày hôm nay thì vô tình thì tôi thấy là cái bộ đồ của Minh Tuyết lại rất là vô cái concept của tôi. Vâng ạ. Nó là cái style mà trẻ trung hiện đại đang đậm đó. Vâng đấy. Vô tình tôi nghĩa ngang thay vì giám khảo thì tôi thấy là họ có một bộ đồ rất là màu cơ bản, sặc sỡ, màu vàng, màu đỏ. Bây giờ ước gì có đứa màu xanh lá cây nữa là thành cây đèn giao thông. Thì tôi đề nghị anh đi ra ngoài để màu xanh người ta vô đây ta anh. Đi ra ngoài luôn đi. Đi ra luôn đi. Đúng rồi. Cái đèn giao thông luôn. Đèn giao thông. Mày đặt soi mối đó đi ra chỗ đó đứng mình đi nha. Vậy tôi là người điều khiển giao thông. Người điều khiển giao thông lần đầu tiên mà tôi thấy mặc đồ hộp dữ vậy luôn á. Thật ra là hôm nay Hoàng Nhật Nam với là cô Tư Cẩm Ly á là đi cổ vũ cho đội tuyển bóng đá Việt Nam. Cho nên là sẵn tiện ghé qua đây luôn. Mình cũng có hợp hợp hen. Ồ cũng có luôn hả? Nha, ừ. Nhưng mà không ai nổi bằng cái bên ngoài hết. Không, cái này là giống như cái bịch nuôi chữ á. Cái bịch nuôi chữ mà mình nấu cho con cái nhà ăn á. Đi. Cái gì mà từ thời trang cái qua ăn uống luôn rồi trời. Em có mấy đứa cháu không? Dạ, cùng mấy đứa cháu em thực sự là em có mua một cuộn vải dài mà em cho mấy đứa cháu bù vô dẻ. Muốn dẻ gì dẻ, sao em lấy cái đó không mai bộ đồ. Xuất sắc. Thời trang là phải như vậy. Cũng hơi được đó anh hả? Đó là cái anh chị nói về em về thời trang thật. Với mái tóc này nè em ơi, trời ơi, chỉ cần để một cái vòng màu vàng lên thôi, chỉ cần một cái vòng màu vàng đồng lên đây thôi, nhìn em như tề thiên tôn ngộ không vậy đó em. Ý là chỉ dòng kim cô hả? Ừ. Trời ơi, nãy giờ tôi tưởng là để lên là hoàng tử chứ. Không phải hoàng tử. Tài thiên chứ đâu hoàng tử. Chị yêu chị. Một tràng hỗ tay cho ban giám khảo về vị trí của mình. Và xin mời quý vị thân mến, đó chính là ban giám khảo của chúng tôi ngày hôm nay. Rất là sặc sỡ ở hàng ghế nóng của mình. Ban giám khảo thân mến, đúng thật hôm nay ghế nóng luôn. Trận bán kết rồi. Chúng ta đã có 7 thí sinh gọi là chiến binh rất là xuất sắc. Tối nay không biết là anh Hoa Nhật Nam, anh đang mong chờ điều chi ạ? Tối nay là một cái cơ hội cuối cùng để bước vào đêm chung kết. Cho nên các thí sinh có bao nhiêu sức lực, có bao nhiêu những chiến lược, sự thông minh cũng như là tài năng sẽ đem ra để khoe tài trong đêm nay. Và tôi rất hy vọng là sẽ được xem những tiết mục thực sự tỏa sáng. Và tôi cũng hy vọng là ban giám khảo của chúng ta tối hôm nay cũng sẽ hòa thuận với nhau để tìm ra được những thí sinh xứng đáng vào chung kết. Cảm ơn anh rất là nhiều. Còn giám khảo Minh Tuyết, chị trông đợi nhất vào tiết mục của thí sinh hóa thân thành nghệ sĩ thần tượng nào? Nhiều á. Rất nhiều. Thực sự là chị thấy như thế này, là tuần qua đó thì cái vòng bán kết kỳ này hầu như là thí sinh ngang tài ngang sức, coi như 1-9, 1-10, chứ ít có thấy mà nó chênh lệch kiểu nhiều. Cho nên chỉ mong rằng là họ giữ vững bình tĩnh và hãy đột phá để mà vượt mặt những thí sinh khác, để mà mình tỏa sáng được vô cái vòng chung kết. Cảm ơn chị. Còn anh Trấn Thành hôm nay nhiều hộp, lại một lần nữa lấp lánh cả cái áo. Anh cho một câu nói động viên dành cho tất cả các bạn đi ạ. Ok, cảm ơn nuôi chữ. Anh thì thế này, như anh đã nói là anh sẽ cổ vũ tất cả mọi người, bởi vì vào vòng này rồi không ai dở cả, ai cũng đều hay. Và chúng tôi đã nói rồi, đây không phải là cái vòng để chấm ai hay hơn nữa, bởi vì ai cũng đã hay rồi. Thì đây là cái vòng để coi ai phạm sai lầm nhiều hơn mà thôi. Và quan trọng, đêm nay tôi chờ đợi những sự xuất thần. Yeah. Chứ không phải là bình bình. Khi mà bạn đã làm một cái gì đó quá ổn rồi thì chúng tôi đang cần cái loại năng lượng gọi là xuất thần để làm cho khán giả vậy wow. Ai wow được người đó giàu. Xin được cảm ơn ban giám khảo rất là nhiều. Và đó cũng chính là điều đầu tiên mà chúng tôi muốn chia sẻ đến với tất cả các thí sinh trong đêm thi tối nay. Hãy bỏ qua tất cả mọi áp lực, hãy thật sự tự tin và tỏa sáng nhất trên sân khấu. Và chúc các bạn may mắn. So, tại sao em không hỏi cô giáo về địa lý của anh? Là sao?
đây, giáo sư, dạ, tiến sĩ Lê Thị Cẩm Ly. Dạ, xin được trân trọng kính mời giáo sư tiến sĩ Lê Thị Cẩm Ly cho các bạn một chiêu thức để tối nay thi đấu thật là tỏa sáng ạ. Hôm nay là vòng bán kết rồi phải không? Dạ đúng rồi. Tức là mọi thứ nó sẽ gần đến đích rồi, cho nên là hôm nay là cô giáo nghĩ rằng cô giáo phải cần đeo cái kiến thật là dày để mà có thể mà cân nhắc cho thật kỹ lưỡng để mà coi thí sinh nào xứng đáng để đi vào vòng chung kết. Trong bốn giám khảo tụi tôi đây cũng phải cân nhắc thiệt là kỹ để mình không đưa ra cái quyết định sai lầm. Chết rồi, coi như là đeo kính lúp luôn cái soi cho nó kỹ chị ha. Cô giám thị, cô giám thị của chúng ta, một tràng pháo tay cho chị Lê Thị Cẩm Ly. Quý vị thân mến, mở đầu chương trình trong đêm thi tối nay, chúng ta sẽ cùng nhau chào đón Lê Trang. Cô ấy đã hoàn thiện bản thân mình nhiều hơn thông qua từng tuần thi đấu. Và tuần này xin được trân trọng giới thiệu ca khúc Người Hãy Quên Em Đi. Một tràng pháo tay cho Lê Trang. Giờ đã hết rồi, chẳng còn hơi ấm trên đầu môi. Người yêu hay, giờ đây tiếng yêu phai phôi. Chỉ còn những đêm cô đơn rối bời, giọt nước mắt rơi, lặng nghe dòng thời gian trôi. Người hãy quên em đi, và đừng yêu em nữa. Nếu anh không còn gì để vương vấn, người hãy quên em đi, đừng chờ mong chi nữa. Tiếc thương gì cho lòng tên xót xa, vì tình yêu này sẽ chẳng lâu bền. Vậy coi như mình kết thúc êm đềm, tình yêu như là gió thoáng qua thêm. Người hãy quên em đi. Vừa sánh đôi vô tư giữa đời, chẳng hề nghi ngờ, chỉ cần hai chúng ta mà thôi. Để giờ đây, lòng đơn độc khi ai đổi thay, lời hứa xưa kia tan theo khói mây. Mình em trốn đây, một mình ngọc bao đang cay. Người hãy quên em đi, và đừng yêu em nữa. Nếu anh không còn gì để vương vấn, người hãy quên em đi, đừng chờ mong chi nữa. Tiếc thương gì cho lòng em xót xa, vì tình yêu này sẽ chẳng lâu bền. Vậy coi như mình kết khúc êm đềm, tình yêu như là gió. Quên em đi. Cha la đi da, đi da, da đi da. Cha la đi da, cha la đi da, cha đi da, đi da, da đi da. Người hãy quên em đi. Ta đừng yêu em nữa. Nếu anh không còn gì để vương vấn, người hãy quên em đi. Chờ mong chi nữa, tiếc thương gì cho lòng thêm xót xa. Vì tình yêu này sẽ chẳng lâu bền, phải coi như mình kết thúc êm đềm. Tình yêu như là gió thoáng qua êm, thành hãy quên tâm đi. Một tràng pháo tay cho Lê Trang. Xin được cảm ơn vũ đoàn ô. Theo như cá nhân em thì em thấy cô này mỗi tuần có một bất ngờ hoàn toàn khác nhau, và không biết là ban giám khảo như thế nào vậy. Xin mời anh Trấn Thành luôn ạ. Cưng quá. Bữa nay là thấy tự tin nè.
đó, nó phải như vậy ha. Chỉ có cái nhắc nhở là tại sao người ta là cái vũ điệu mà thì hãy quên em đi, đấy là người ta thế này, thấy không? Đó là người ta giống như là xây đồ, người ta xoay vai mà phiêu bà, phiêu ha, bà là như kẹp nách nhưng hãy quên em đi. Nhưng dịch kẹp nách là kỳ vậy. Hôm nay thì hát giống nhưng có vài cái chỗ nó không có điều khiển hết được, chắc là một phần do cái vũ đạo nó làm cản trở bạn một tí. Tôi vẫn rất là thích bạn tại vì bạn là một trong những thí sinh mà tiến bộ theo từng tuần và có những điều bất ngờ và thú vị. Nói chung là cứ Mỹ Tâm là tôi yêu thương bất chấp nha. Chúc mừng bạn. Cảm ơn giám khảo Trấn Thành. Chúng ta sẽ cùng nhau hồi hộp chờ đợi xem giám thị Lê Thị Cẩm Ly. Mời cô. Nói quá đáng. Ở đây Ly ghi nhận nơi Trang á, có một cái sự lột xác qua từng vòng, kể từ vòng đầu. Một cái cô gái rất là rụt rè luôn á. Bây giờ mỗi vòng là mỗi khác. Lúc mà giới thiệu cái bài hát này, Ly có quay qua Ly nói với Thành rằng bài này tưởng dễ nhưng không dễ. Nó rất là đều. Mà đối với một cái bài đều khi một người hát rất là sợ, chỉ có những người nào họ có tên tuổi rồi họ hát, thì cái quan trọng cái thần của mình ra như thế nào đó mới là quan trọng. Tại vì nó không có chỗ thô diễn cái giọng, nhưng cái thần của mình làm sao mà hút được ở những người xung quanh nó lại khó. Ở Tâm hát cái bài này Tâm hát như chơi vậy, như giỡn chứ không phải là mình phải gắng sức. Ở Trang cứ bị cái vấn đề đó, tức có giọng nhưng mà mình chưa có điều khiển được như thế, cho nên cứ bị ngắt khúc mà nó không đều. Cho nên là hôm nay mình bị những cái vấn đề nhỏ nhỏ nhưng vẫn rất ghi nhận ở Trang cái sự tiến bộ. Chúc mừng Trang. Xin được cảm ơn ban giám khảo rất là nhiều. Cười lên cái coi, hồi hộp quá hả. Một đáy hốt tay nữa, chúc mừng cho Lê Trang. Cảm ơn. Tiếp theo, chúng ta sẽ thay đổi không gian, tình cảm hơn, phải nói đầm thắm hơn với sự thể hiện của chàng trai Quang Nghị. Và tuần này, Quang Nghị có phải là chính anh ấy hay không, hay là rút kinh nghiệm đến từ ban giám khảo trong tập thi đấu tuần trước để tỏa sáng nhiều hơn? Và ngay bây giờ sẽ là sự thể hiện của Quang Nghị. Xin mời. Chiều buồn ngồi một mình, nhìn mây trôi mênh mang, nhìn đôi chim lang thang. Trời buồn người càng buồn, cho mây nước thêm bâng khuâng, nhớ em từng phút mong từng giây em ơi. Biết rằng cuộc tình đầu thường gây bao thương đau, càng yêu nhau càng xa nhau mãi mãi. Thà rằng người đừng về, cho nỗi tiếc thêm dâng cao, để cho tình chết theo mùa đông năm nào. Đêm trời bao bông, dòng nói ngày xưa như hờn hoan. Đừng nhắc người ơi, 10 năm rồi còn gì. Anh sợ những ngày biệt ly. Thế rồi tình lại buồn, vì ai gây chia ly, vì ai em ra đi mãi mãi. Giờ thì còn lại gì, hãy muôn kiếp không cho nhau. Chúc em hạnh phúc trong tình duyên mai sau. Biết rằng cuộc tình đầu
thường gây bao thương đau. Càng yêu nhau càng xa nhau mãi mãi. Thà rằng người đừng về cho nỗi tiếc thêm dâng cao, để cho tình chết theo mùa đông năm nào. Người đến tìm tôi một đêm trời bao bông, dòng nỗi ngày xưa như hờn hoan. Đừng nhắc người ơi, mười năm rồi còn gì. Anh sợ những ngày biệt ly. Thế rồi tình lại buồn vì ai gây chia ly, vì ai em ra đi mãi mãi. Giờ thì còn lại gì, hãy muôn kiếp khóc cho nhau. Chúc em hạnh phúc trong tình duyên mai sau. Chúc em hạnh phúc trong tình duyên mai sau. Và đó là Quang Nghị. Ban giám khảo thân mến, tuần này thì không biết là cảm xúc của mọi người như thế nào. Đầu tiên chắc là mời chị Minh Tuyết trước đi ạ. Nụ cười rất là tươi ạ, xin mời chị. Tại vì chị nhìn cái mái tóc của Nghị chị cười. Rút kinh nghiệm tuần trước là trẻ giữa nè, cũng hất lên nè, nhưng đúng ý chị không? Đúng, nhưng mà tóc đang nguyên dài hơn. Không, nhưng mà có là có cái sự cố gắng. Ghi nhận. Vỗ tay cho sự cố gắng này của Quang Nghị đúng không ạ? Cái này là tóc đang trường. Với Minh Tuyết thì Minh Tuyết thấy Nghị hát bài này có âm hưởng của Đan Nguyên nhiều hơn là tuần trước. Cũng chính vì Nghị cố gắng kềm cái giọng thật của mình để hát giống Đan Nguyên, nên cái độ tình của nó không bằng cái bài trước. Nhưng mà vẫn ghi nhận là Nghị có sự tiến bộ trong cái bắt chước thần tượng của mình. Nhưng mà càng về sau thì bắt đầu hơi mất dần. Nhất là cái câu ao cuối là mất luôn Đan Nguyên luôn. Nhưng mà mấy câu đầu, đoạn đầu vô thì không biết những người khác như thế nào, mà đối với Tuyết thì Tuyết thấy là có Đan Nguyên trong đó. Cảm ơn Nghị rất là nhiều. Cảm ơn chị ạ. Cảm ơn chị Minh Tuyết. Dạ, xin mời giám khảo Hoàng Nhật Nam ạ. Cái bài hát này thì nhạc sĩ Lâm Phương viết trong một cái hoàn cảnh, cái câu chuyện có thật là lúc người yêu con rời xa ông. Cho nên là nó thể hiện một cái sự bi ai và một cái niềm đau rất là tan tác vậy đó. Thì anh nghe bài này với cái cảm xúc thể hiện của em rất là ra và chuyển tải bài hát và chuyển tải cái câu chuyện rất là có hồn. Nó thể hiện cái sự từng trải và em đặt cái tâm trạng của mình trong cái bài hát. Thì cái điều đó là anh nghĩ là nó rất là hiếm, rất là quý khi mà mình là một nghệ sĩ đứng trên sân khấu. Anh đang tưởng tượng là nếu như mà đi phòng trà trong một cái buổi nào đó mà được nghe em hát á, không phải là Đan Nguyên mà là hát cái giọng của Quang Nghị, không phải mặc một cái áo của ai cả, hoặc là mình phải uống mình hay gì đó để theo một cái thần tượng mình, mà hát bằng chính em á, thì anh nghĩ nó rất là đã, nghe sướng lắm ha. Nghe rất là sướng, và giống như là một cái điều gì đó nó từ trái tim đến trái tim luôn á. Chứ bây giờ là mình đang trong cái cuộc thi này cho nên mình phải đáp ứng cái tiêu chí, thì sau cái cuộc thi thì em vẫn có thể mang tiếng hát của em, tiếng hát của chính mình vẫn có những cái chất riêng và vẫn làm say đắm được khán giả. Thì điều đó là cái điều mà anh cảm nhận nó sâu sắc nhất. Nếu mà có cơ hội đứng trên sân khấu này một lần nữa thì em sẽ... Đừng dụ tôi. Hai lớp mộng. Hai lớp mộng là bài gì? Quên rồi. Hả? Xin giả biệt. Giả biệt. Đừng có giả bộ. Nhét hàng vô hả? Ủa anh thì bây giờ cũng phải cho người ta mở tí xíu chứ đúng không? Để lại phải không? Để chờ. Nhắm có vô không mà để. Không biết mình đầu không mà để lại. Nhắm có vô không mà để. Thật sự ra thì khi mà đến cái chương trình này thì em cũng không có mong muốn gì hơn ạ. Tiêu chí của em chỉ cần
đi đến cuối cùng. Không có tiêu chí gì hết, không có tiêu chí gì hết, cần đi đến cuối cùng thôi. Dạ vâng. À. Đây, giờ tôi mới nói đi. Xin giá biệt bạn lòng ơi. Nói tay cho quá nghị. Cảm ơn và chúc mừng ạ. Quý vị thân mến, tiếp theo sẽ là anh chàng Tuấn Phong. Và với sự hóa thân thành Đàm Vĩnh Hưng, như ba giám khảo của chúng ta tuần trước có nói rằng là hóa thân hoàn hảo quá, không biết phải nói gì đây. Liệu rằng tuần này anh ấy có thực sự bứt phá hay không? Một tràng hót tay cho Tuấn Phong. Đó những thiết tha như dấu yêu, như cặp áo, như ước mơ phút ban đầu. Ngày đó biết nhớ thương, biết làm sai, biết ngất ngây, biết nhớ mong cùng với em. Ngày đó em yêu tôi yêu rất nhiều. Ngày đó tôi yêu em một kiếm người đắm say giấc mơ. Ngày đó những thiết tha như dấu yêu, những khát khao những ước mơ đã không còn. Ngày đó những nhớ thương, những đắm say, những ngất ngây, những nhớ mong đành vỡ tan. Ngày đó em yêu tôi là dối lòng. Ngày đó tôi yêu em nhiều lỡ lầm vỡ tan giấc mơ một kiếm. Ngày đó nếu biết trước tôi đã không sai khờ. Ngày đó nếu biết trước tôi sẽ đau khi yêu. Giờ sâu bao nước mắt ngậm ngùi, tình đã xa. Ngày đó trong tiếc nuối bao trái ngang cuộc đời. Mình đã lỡ yêu đuối đâu trách em được đâu. Ngày đó tôi yêu em, ngày đó tôi yêu em đã quá rồi. Ngày đó những nhớ thương, những đắm say, những ngất ngây, những nhớ mong phút ban đầu. Ngày đó những nhớ thương, những đắm say, những ngất ngây, những nhớ mong đành vỡ tan. Ngày đó em yêu tôi là dối lòng. Ngày đó tôi yêu em nhiều lỡ lòng vỡ tan giấc mơ một kiếp. Ngày đó nếu biết trước tôi đã không sai khờ. Ngày đó nếu biết trước tôi sẽ đau vì yêu. Giờ sâu bao nước mắt ngậm ngùi, tình đã xa. Ngày đó giữa tiếc nuối bao trái ngang cuộc đời. Mình đã lỡ yêu đuối đâu trách em được đâu. Ngày đó tôi yêu em, ngày đó tôi yêu em đã quá rồi. Ngày đó nếu biết trước tôi đã không sai nữa. Ngày đó nếu biết trước tôi sẽ đau vì yêu. Giờ sâu bao nước mắt ngậm ngùi, tình đã xa. Ngày đó giữa tiếc nuối bao trái ngang cuộc đời. Mình đã lỡ yêu đuối đâu trách em được đâu. Ngày đó tôi yêu em, ngày đó tôi yêu em đã quá rồi. Ngày đó tôi yêu em, ngày đó tôi yêu em đã quá rồi.
Xin được cảm ơn vũ đoàn Phương Việt. Xin được chia sẻ đến với ban giám khảo, đây là một ca khúc Ngày Đó Tôi Yêu Em, một sáng tác của nhạc sĩ Minh Vi. Và với cái sự dàn dựng này là đúng y như cái bản gốc của anh Đào Vinh Hưng trình diễn trên sân khấu ngay tại thời điểm đó luôn. Xin mời chị Tư Cẩm Ly ạ, cảm xúc của chị như thế nào? Chị thích cái phần trình diễn của em lần tuần này hơn tuần trước. Đã có cái máu lửa, mà đặc biệt ở đây những cái nhấn nhá của em hôm nay rất là tốt. Và cái phong cách, cái đi đứng đồ, nói chung là hôm nay giống rất là nhiều so với anh Hưng. Bởi vì nó lại khiến cho chị áp lực nữa là chị lại kỳ vọng. Nếu mà em đi vào vòng trong, chị muốn thấy một cái gì đó nó thực sự là đột phá. Nó đừng có an toàn nữa. Bùng nổ. Nó là cái gì đó rất là khác. Đây. Nếu em đi được vào vòng trong. Bây giờ ra đề luôn. Riêng cái bạn này không còn muốn comment cái gì nữa hết. Tại vì giống quá rồi. Và coi là phải coi cái gì nó đỉnh cao. Thì ra đề luôn. Một là lựa những cái bài nào mà có những cái cao trào, những cái quặng đau. Chẳng hạn như là tình yêu thương vui lúc đầu, mà càng về sau càng xéo nỗi sầu. Đó. Một là phải vô những cái bài đó mà đậm đà như vậy. Rồi vừa diễn vừa hát, vừa cào cấu đồ. Ôi trời. Cái để diễn. Đó là một. Còn hai, hơi trái tim tình si là phải nhảy. Chứ còn bây giờ mà khắc cái khăn ra ca tôi không chịu nữa. Nó an toàn mà nó bình thường. Nó an toàn. Nó quấy với em rồi. Bây giờ coi như vậy không, nó không có đã. Đúng rồi. Rồi bao nhiêu bài, tại sao lựa một cái bài mà vũ đoàn cũng không nhảy hỗ trợ cái gì? style của bài này là của hơn 10 năm về trước. Thì đó, bao nhiêu bài không chọn, chọn một cái bài. Tại vì bài của Minh Vi. Em tưởng là Minh Vi chấm mà. Minh Vi như là giám đốc âm nhạc của chương trình thôi, Minh Vi không có chấm. Em nghĩ làm lựa bài của Minh Vi sẽ được điểm thế mà. Em sai rồi. Em đã sai rồi. Em đã sai rồi. Bây giờ ca là ca cho anh nghe. Anh sao? Cuộc thi thường vui lúc đầu, mà càng về sau càng gieo nỗi sầu. Mua cái gì? Cà sinh. Ca một cái bài nó đều đặn như vậy. Bài này của ai vậy? Bài này của ai sáng tác vậy? Cái gì vậy? Đó, nói làm chi? Dạ em xin lỗi Minh Vi, anh khúc mặt mà. Dạ xin lỗi Minh Vi. Anh Minh Vi. Thấy gì mà hiền quá. 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 Thật. Xin lỗi anh. Dạ. Anh ở trên đó, anh ngồi trên cao đó. Dạ. Thấy chưa? Nói như là nói ghẹo cho vui thôi. Chúng tôi cần thực sự ở bạn. Cái này gọi là gì? Này gọi là gì? Cái này gọi là ném đá vô tay. Rồi tắt nữa. Nhớ, lần sau, vòng sau chúng tôi cần sự bùng nổ. Là sao anh? Dạ bùng, là được bùng nổ hả? Dạ đúng anh, đó là sự bùng nổ. Anh Nam tiếp nối sự bùng nổ của anh Thành nào, xin mời anh. Ở anh Hưng á thì có rất nhiều cái tính cách trong con người của ảnh. Một Đàm Vĩnh Hưng rất là da diết, rất là trữ tình, và đó là cao cấu giằng xé trong những cái nỗi đau của những cái cuộc tình. Và một mặt khác là ảnh vẫn rất trẻ. Vẫn là hello, vẫn là vì anh là sói ca. Tức là vẫn, cứ nghĩ nè, nếu bạn nhảy vô chung kết, bạn làm một cái medley. Liên khúc. Hit. Đúng. Một liên khúc và những bài hit. Tính cách khác mà nhau. Mà yêu cầu là phải bất ngờ. Từ bài này chuyển qua bài kia từ phải bất ngờ. Từ những cái thời mà Hưng mới vào nghề. Và tất cả những cái bài đó, bạn phải làm sao có cái thời gian để bạn thay đổi một rất là lẹ đồ. Rồi những cái này của tôi đâu? Mà giống. Đó. Đó, những cái này của đâu? Tất cả những cái động tác con hướng đâu? Làm liền, đạp chân xoay rồi đó, cái gì đó. Nó phải tùy bài này làm sao nữa. Không, nhưng mà phải... Bài này chỉ là nhúng... Dạ. Ý là phải kiếm bài để nhét vô, nhét những cái đó vô. Nó rối lắm rồi kìa. Thôi rối bây giờ mình đừng nói về bài này nhiều, kéo anh Minh Vi anh này lại ném giày xuống. Nói hồi để xin nghỉ thi luôn rồi. Không, thì Tuyết nghĩ ra như vậy. Khi mà bạn, nếu bạn được vào vòng chung kết, bạn hãy tìm một cái liên khúc gồm những bài hit của Hưng, nhiều màu sắc, bạn làm thành một cái liên khúc và bạn cho thấy nhiều cái mặt ở hơn, tôi nghĩ nó mới là bùng nổ. Nếu em may mắn mà có cơ hội được vào vòng trong thì em sẽ... Sao thí sinh nào cũng có cái vụ mồi chài này hết trơn vậy ta? Em sẽ có những cái chuyển biến tốt hơn, rồi sẽ bùng nổ.
hy vọng rằng bạn sẽ phun nổ trong cuộc đời. Sự phun nổ này có thuyết phục được ban giám khảo hay không với sự hóa thân của chàng trai Quang Anh đã chiếm được tình cảm rất nhiều. Với tuần trước là ca khúc Mẹ Yêu, thì tuần này sẽ là Tìm Lại Bầu Trời của Khắc Việt. Xin mời! Có thể đưa cánh tay quý vị thật cao lên và hát cùng Tuấn Hưng ca khúc này được không ạ? Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Vì giờ đây anh đã mất em rồi. Anh không. Vì giờ đây em đã xa thật rồi. Anh nhớ lời hẹn ước ta không xa rời. Mà giờ đây sao chỉ anh lẻ loi. Anh cứ cố gắng tại sao vẫn cứ xa vời. Anh và em dường như ta đã hết yêu nhau rồi. Em hãy nói cho anh nghe đi hỡi người yêu ơi, tại sao giờ chúng ta lìa đôi? Tại anh đã vô tâm hay tại anh không quan tâm em mỗi ngày? Để giờ đây khi lời anh nói em không tin anh nữa vậy. Trong tình yêu đôi lúc ta hay giận hờn anh biết, nhưng anh thấy giờ em không còn yêu anh. Vậy thôi anh cho em đi về nơi em chưa bắt đầu, nơi mà em khi chưa quen anh thấy em vui hơn nhiều. Anh xin lỗi vì đã cướp mất khoảng trời của em, nhưng có người sẽ cho em lại một bầu trời. Quý vị các bạn đang đến với một sáng tác của nam ca nhạc sĩ Khắc Việt, bài hát được mang tên Tìm Lại Bầu Trời. Anh cứ cố gắng tại sao vẫn cứ xa vời. Anh và em dường như ta đã hết yêu nhau rồi. Em hãy nói cho anh nghe đi hỡi người yêu ơi, tại sao giờ chúng ta lìa đôi? Tại anh đã vô tâm hay tại anh không quan tâm? Giờ đây khi lời anh nói em không tin anh nữa về. Trong tình yêu đôi lúc ta hay giận hờn ai biết, nhưng anh thấy giờ em không còn yêu ai. Vậy thôi anh cho em đi về nơi em chưa bắt đầu, nơi mà anh khi chưa quen em thấy anh vui hơn nhiều. Anh xin lỗi vì đã cướp mất khoảng trời của em, nhưng có người sẽ cho em lại một bầu trời. Quý vị đưa cái tay mất khoảng trời của em, nhưng có người sẽ cho em lại một bầu trời. Vậy thôi anh cho em đi về nơi em chưa bắt đầu, nơi mà em khi chưa quen anh thấy em vui hơn nhiều. Anh xin lỗi vì đã cướp mất khoảng trời của em, nhưng có người sẽ cho em lại một bầu trời. Anh xin lỗi vì đã cướp mất khoảng trời
của em, nhưng có người sẽ cho em lại một bầu trời. Một tràng hô tay cho Quang Ân. Này, nói nghe này bạn ạ. Bạn gặp một cái vấn đề cực kỳ lớn, rất là lớn. Vấn đề này rất là nghiêm trọng. Đó là càng ngày bạn hát càng hay. Trời đất ơi anh ơi, gì ngang ngược vậy? Vấn đề lớn luôn hả? Rất là lớn. Từng vòng bạn từng tiến bộ và tôi càng ngày càng thích bạn nhiều hơn. Cá tính bạn cũng thú vị và bạn hát cũng hay. Và bạn càng hát càng tình cảm. Cái độ tình trong bài hát bạn có, cái đó khó lắm. Bắt chước người ta mà còn tình được như cái người ca sĩ gốc là rất khó. Và hôm nay bạn thể hiện rất là sâu lắng cái bài này. Nhất là cái đoạn cuối bạn knock out rất tốt. Rất là tình cảm mà người ta nghe, người ta có thể xúc động được. Đó là thành công. Một tràng hô tay, cảm ơn giám khảo Trấn Thành. Dạ, xin mời chị Cẩm Ly ạ. Hôm nay thì tốt hơn tuần trước rất nhiều. Cái lỗi mà không có kiểm soát được cái khi mình đó, hôm nay đã làm được, đã làm chủ được cái giọng hát của mình, hát những cái đoạn cao. Nhưng mà Ly vẫn thích Quang Anh hát ở những cái lúc mà nhạc chậm á, thì nó rõ cái âm của Tuấn Hưng nhiều hơn. Là những cái đoạn nhanh là mình dễ bị lướt qua, nó không có nghe rõ được. Ở Quang Anh Ly muốn, tức là bây giờ giọng hát của mình đã tốt, mình đã kiểm soát được, thì bây giờ ở đây cái hình thể chưa thích lắm nha. Đúng. Nó chưa có lãng tử và nó thoải mái như Hưng. Tức là hơi bị gò, đặc biệt mình nhìn kỹ là ở cái phần chân của mình. Nó cứ gầy chúm chím mà nó cứ không được thoải mái. Hưng là rất thoải mái. Cái đó là cái thứ nhất về cái phong cách. Cái thứ hai nữa, cái gương mặt. Hưng rất là thoải mái và cái mặt hát rất là feeling, rất là lãng tử, rất là bất cần luôn. Còn ở đây mình bị còn nghiêm quá, mình đang cố gắng. Thì Quang Anh còn thiếu hai cái đó. Bây giờ mình ổn định được giọng hát, mình cố gắng nếu vào vòng trong kỹ hơn, hình thể giải phóng thoải mái. Xin anh cảm ơn chị. Xin được cảm ơn ban giám khảo và chúc mừng cho Quang Anh một lần nữa. Cảm ơn bạn rất là nhiều ạ. Xin được cảm ơn. Quý vị thân mến, tiếp theo sẽ là Thanh Hiền. Và hy vọng tuần này cô ấy sẽ tận dụng hết những khả năng của mình với cái cơ hội cuối cùng để tỏa sáng. Xin được dành một tràng hỗ tay cho Thanh Hiền với sự hóa thân thành nữ ca sĩ Như Quỳnh. Buồn liếm kín cả tâm hồn,
Phương Việt. Bây giờ xin mời anh Hoàng Nhật Nam. Một nàng rất là nền nã, rất là nhẹ nhàng, hòa trong một cái bài dàn dựng rất là đẹp. Mà hôm nay là Thanh Hiền phải phân tâm giữa hai cái việc nữa. Một là làm sao để cho mình giữ ổn định cái cột hơi, để mà vừa phải giống từng câu từng chữ với thần tượng của mình là ca sĩ Như Quỳnh, rồi lại phải di chuyển rất rất nhiều luôn và diễn xuất lên trên tầng kia, rồi lại leo trên cái tảng đá lên xuống. Nó sẽ ảnh hưởng đến em phải biết phân bổ và hết sức tập trung thì mới có thể hoàn thành được cái bài thi. Thì anh rất rất là thích cái màn dàn dựng này, sự thể hiện của em, cái sự hòa nhập vào trong cái nhân vật La Lan này rất là xinh. Một trang phục của cái cô gái miền núi rất là dễ thương trong những cái câu hát. Anh vẫn thấy là giống hình ảnh của chị Như Quỳnh, nhưng mà giống bao nhiêu phần trăm thì các vị giám khảo còn lại sẽ phân tích về giọng hát. Nhưng mà đối với anh thì anh rất là thích. Cảm ơn Nam rất là nhiều. Còn chị Minh Tuyết này thì sao ạ? Thực sự rất là thông cảm cho Hiền. Bởi vì nói thật, chị Như mà vừa nhảy vừa hát thì cũng chưa chắc chị Như hát được. Cái cột hơi không thực được vững thì Tuyết rất là thông cảm cái điều đó. Qua dòng trước và dòng này, Tuyết nghiệm ra một điều nè. Khi mà Hiền hát những cái bài mà có tiết tấu nhanh á, thì Hiền bị mất cái ngân của chị Như. Và cái đó là cái đặc trưng của chị Như. Mà trong cái bài này hoàn toàn những cái câu đầu á là hoàn toàn mất hết những cái đuôi ngân. Tôi xin kể ra nơi đây, với chị Như á, chị sẽ ngân cái đuôi. Còn bà là tôi xin kể ra nơi đây, chuyên một nữ nữ đẹp như đóa hoa lan rừng. Nó bị ngắt như vậy. Nhưng chị Như chị luôn luôn cái đuôi chị có cái độ ngân cả. Dù nó ngân rất là lẹ thì bạn bị mất cái đó, với lại mấy câu đầu bạn hát sau mà đưa lên giọng mũi nhiều quá, chị Như chị không có cái đó. Chị Như cái độ vang của chị rất là sáng, nhưng mà về cái phần sau khi mà bạn xuống dưới đây rồi á thì nghe cái âm sắc chị Như ở trong đó nhiều hơn một tí, chắc có lẽ lúc đó bình tĩnh hơn. Nhưng mà nếu mà so với tuần trước thì bài này vẫn thấy chị Như nhiều hơn. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Xin được cảm ơn giám khảo Minh Tuyết và xin mời chị Cẩm Ly ạ. Hôm nay đúng là cũng hơn tuần trước rất là nhiều, có Như. Mà chị thích nhất là rất là xinh đẹp, rất là xinh đẹp luôn. Nhưng mà có điều là em phải để ý là tuần trước và tuần này em đều bị căng thẳng trên gương mặt, người ta nhìn thấy rất là rõ. Mà cái bài hát này lúc đầu là cái cô La La này cũng rất là đẹp, cổ dễ thương. Và cái sự lúng liếng của Như Quỳnh á thì nó có nha, chỉ là e ấp dịu dàng. Em bị căng thẳng về cái gì đó, em mất tập trung, cho nên là mặt em là thấy rõ ràng khi em hát. Cái mặt em nó căng lắm, nó không có cười như bây giờ. Bây giờ cười rất là tươi, đã đẹp, hình ảnh rất là đẹp. Chị ngồi với là chị tấm tắt cái mái tóc rất là đẹp, hình ảnh rất là đẹp.
Cảm ơn chị Tư rất là nhiều ạ. Thật sự phải nói lúc mà chị Tư khen xinh thì cũng mới cười một cái thì rất là tỏa sáng luôn. Nãy hơi đẹp, tiếc. Rất nãy là đẹp. Nãy tiếc là diễn là cái mặt hơi căng thẳng, không cười miếng nào hết trơn. Anh Nam khen xinh thì không có cười. Tư khen rồi mới cười. Cười lại với anh Nam cái là cười nè. Chết anh chưa. Em cười cũng cười sai nữa. Thí dụ anh Nam mới nói như vậy rồi có nghĩa là em phải sợ như thế này em mới không cười. Thì bây giờ em cười lại với anh Nam em phải cười. Cười khẩy. Cười khẩy mới được. Cười khẩy cũng được. Xin được cảm ơn ban giám khảo rất là nhiều. Và một lần nữa xin được chúc mừng cho Thanh Hiền đã hoàn thành xong tiết mục của mình. Cảm ơn bạn. Quý vị và các bạn thân mến, tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đến với một ca khúc rất kinh điển mang tựa đề Dòng Sông Xanh, được sự thể hiện bởi Nhã Thanh với danh ca Thái Thanh. Xin mời tất cả quý vị. Một dòng sâu mấy kia,
một dòng trời sao sương, một dòng tình thương mến, một dòng con quyến luyến, một dòng mưa quay về miền đời lũ quyền tâm. Một tràng pháo tay cho Nhã Thanh. Xin được cảm ơn vũ đoàn Phương Việt ạ. Bạn thấy không, bạn hát xong mà giám khảo Trấn Thành vẫn ngân nga. Dạ xin được mời giám khảo Trấn Thành ạ. Thực ra thì tôi rất là thích những cái dòng nhạc giao hưởng như thế này. Thế nhân nói về kỹ thuật thanh nhạc hay là để trình bày thì bạn thật sự là rất là giỏi. Tôi không có bàn về cái chuyện đó. Và cả về cái thần thái, thật sự nha, bạn diễn hôm nay rất là có thần thái của cô Thái Thanh. Cái bài này là bài cô thời trẻ nè. Cái thời mà cô hát tình ca của Phạm Duy đấy, lúc mà cô còn trẻ cô để tóc như vậy đúng luôn. Và thái độ bạn hát rất là có cô ở trong đó. Thế nhưng đó là thái độ bên ngoài, chứ cái giọng hát thì chưa có ra màu cô lắm. Là bởi vì vẫn cảm nhận là một ca sĩ thính phòng, hát nhạc thính phòng nhiều hơn là Thái Thanh hát dòng sông xanh. Cái này nó khó diễn đạt lắm. Nhưng mà Thanh nghĩ rằng là nếu mà ai mà dân mộ điệu cô Thái Thanh mà yêu thương cô sẽ hiểu điều này. Và cô nói chuyện nhiều hơn, cô nhõng nhẽo nhiều hơn, cô có thái độ trong từng câu hát, từng cái cách nhấn chữ của cô thì nó hơi không có rõ lắm. Nó vẫn là bị học thuật. Chấm điểm thì nó khoảng là 8/10, 8, 8.5/10. Trong lúc Thành nói thì Tuyết cố tình nghe lại cái bài của cô Thái Thanh hồi thời còn trẻ, thì rất là hiểu ý của Thành nói. Có nghĩa là cô Thái Thanh tuy rằng cổ hát cái giọng ốc nhưng nó vẫn có cái giọng thật của cổ trong đó. Còn bạn á, tại vì bạn có học thuật và bạn học opera nên bạn hát á, cái phần giọng ốc của bạn nhiều hơn, bạn dùng kỹ thuật nhiều hơn. Thứ nhất, thứ hai, cô Thái Thanh cổ hát nhẹ hơn một tí. À, cái sự năng động của cổ, cái sự nhí nhảnh của cổ, tuy nó nhí nhảnh, tuy nó năng động nhưng nó vẫn có một cái gì đó rất là đầm thắm ở trong đó. Mình thấy bạn có phần giống như là nhấn mạnh nhiều quá. Ví dụ như là bạn hát dòng, bà đóng cái chữ dòng nhiều hơn thì cô Thái Thanh lại một song song song. Đúng rồi. Cô hát Tuyết, nó Tuyết, nhẹ Tuyết làm rất là đúng luôn. Song song một song, mà nó ngân như nhẹ mà nó cưng lắm. Một song song, bây giờ cô hát là một song song men ma. Rồi cô hát nó có một cái sự trau chuốt ở trong đó, vẫn có cái giọng ốc và vẫn có cái giọng thật của cổ trong đó. Nó nhẹ nhàng hơn một tí, nhưng mà không có nghĩa là bạn hát dở. Bạn hát rất là tốt trong cái bài hát này, nhưng mà ý Thành đang muốn nói cái độ chính xác giữa về cái thái độ, cái và thái tinh độ thần và cái tinh thần và cái hồn của Thái Thanh thì nó còn thiếu, nó còn thiếu trong cái bài hát này. Xin được cảm ơn giám khảo Minh Tuyết ạ. Còn anh Hoàng Nhật Nam, xin mời anh. Chúng ta cũng phải biết là vì Nhã Thanh đó là một cái thí sinh cũng khá là đặc biệt, vì cô cũng đã có một cái giải thưởng quốc tế về dòng nhạc thính phòng opera nữa, cho nên cổ cũng là dân thứ dữ, cho nên là cái bài dòng sông xanh này không có làm khó cổ về mặt biểu diễn. Đặc biệt là lúc nghe những cái đoạn phiêu như là chim họa mi hót á, thì nghe rất là sướng. Từ tuần trước bài ca sao cho đến bây giờ là dòng sông xanh thì thấy em giống như em cũng được giải tỏa, em rất là thoải mái. Anh cảm nhận được Nhã Thanh xác định được là mình cứ là mình cứ hát và cứ với đam mê thì được tới đâu thì hay tới đó, mình không có phải áp lực nhiều. Thì anh thấy Nhã Thanh có cái sự chuyển biến đó, cho nên em hát anh nghĩ là thoải mái. Nhưng mà dĩ nhiên là các giám khảo khác đã phân tích là để làm sao cho giống thần tượng thì nó là một cái vấn đề khác, nó đòi hỏi cái sự đào sâu hơn. Xin được cảm ơn ban giám khảo rất là nhiều, và chắc chắn là Nhã Thanh của chúng ta đã hiểu đúng không ạ? Hiểu hết những gì mà ban giám khảo đã chia sẻ cho bạn, và chúc cho bạn sẽ có một tấm vé may mắn bước vào vòng chung kết tuần sau. Còn ngày hôm nay, một tràng pháo tay chúc mừng cho Nhã Thanh. Quý vị thân mến, chỉ còn một tiết mục nữa mà thôi. Đây là một cô gái có lợi thế sẵn có trong giọng hát của mình, đã hao hao giống với nữ ca sĩ Hương Tràm rồi. Nếu quý vị còn nhớ, đó chính là Thu Ngân. Và lần này sẽ là một ca khúc của Tăng Nhật Tuệ, Cho Em Gần Anh Thêm Chút Nữa. Một tràng pháo tay cho Thu Ngân. Hãy
một chút thương ai mà xa như khói bay, một chút ít hơi ấm, một chút thương âm thầm, một chút yêu thôi lắm sâu như sóng ngầm. Hát hay quá. Một chút nhớ thành hai, một chút mưa hóp lại, một chút yêu thôi mà buồn mỏi sớm mai. Một chút gió thanh bao dâm, một chút mưa đầy biển rộng, một chút yêu thôi mà đâu đến cháy lòng. Yêu là như thế, dù là sai thế nào vẫn cứ yêu thôi, và yêu đến khi tàn hơi. Bao lần đã cố, dù lòng phải quên đi, mà tim mới sao mềm yêu quên. Dòng máu nóng để yêu anh, giấc mơ ở lại bên tôi đừng tan nhanh. Ngày mai thực sự thấy giữa lòng ngự là hình bóng ấy. Nắm tay em đừng đem đi, đừng đem đi. Lỡ sinh ra là để yêu nhau chẳng rời xa đâu. Bình yên ở đây, ở đây chẳng đâu xa vời. Một chút mưa hót lại, một chút yêu thôi mà buồn môi sớm mai. Một chút gió thanh bao dâm, một chút mưa đầy biển rộng, một chút yêu thôi mà đau đến cháy lòng. Yêu là như thế, tim mới sao mềm yêu quá vậy. Trái tim em vẫn dòng máu nóng để yêu anh, giấc mơ ở lại bên tôi đừng tan nhanh. Ngày mai thực sự thấy giữa lòng ngự là hình bóng ấy. Nắm tay em đừng đem đi, đừng đem đi. Lỡ sinh ra là để yêu nhau chẳng rời xa đâu. Và đó là Thu Ngư. Giám khảo Hoa Nhật Nam is mine. Xinh đẹp như một đóa hồng, không còn sự nhút nhát, rụt rè và thiếu tự tin như những đêm thi trước nữa. Rất là tốt. Về cái phần hát của em thì thực sự anh nhớ tuần trước anh cũng có lưu tâm em ở cái đoạn đầu. Thì trong cái phần này anh vẫn thấy vậy. Em có cái đặc biệt là lúc ra nó vẫn chưa ổn định hay như nào á. Cái câu phiêu đầu hoặc là những câu đầu tiên mà đổ vào á, là em chưa bao giờ lấy được cái cảm tình chắc là của riêng anh trước. Bởi vì những câu đó nó cứ bị chông chênh hoặc là như nào đó. Mà sau đó vào bài rồi bắt đầu là nó, lúc đó cái lửa của em với là em mới bình tĩnh, mới bắt đầu đi vào cái dòng cảm xúc của mình. Thì cái bài này tương tự cũng vậy. Và thêm nữa thì anh có một cái điều đó là cái nội lực của em và cái năng lượng của em, một khi em đã tự tin thì thực sự là em với Hương Tràm á, thì chưa chắc ai đã hơn ai. Anh nghĩ là vậy. Cái đó là anh khen về cái nội lực của em á. Còn về cái bài hát tối hôm nay thì anh vẫn cảm nhận là giống Tràm thì cũng có giống đấy, nhưng
nội lực của em ở những cái đoạn mà lên cao dữ dội thì rất là ra, nhưng mà những cái đoạn thủ thỉ, tâm tình và da diết á, anh thấy là vẫn còn thiếu. Hương Tràm, Hương Tràm hát bài này năm 21 tuổi, thu âm bản này, nhưng mà từng trải như là đã yêu rất nhiều mối tình rồi đó. Và những cái câu nhỏ nhỏ từ những câu đầu tiên và những câu mà trầm hoặc là thổn thức á, thì nghe nó rất là nhói lòng, và nó rất là, nó có một cái sự tiết chế nào đó để mà nói bằng tim á, thì Thu Ngân vẫn chưa control được những cái đoạn đó. Còn những lúc mà lên cao trào, bay bay và dữ dội thì em làm rất là ra. Đó, thì anh có cảm nhận là như vậy. Còn nếu như anh nghĩ rằng là em không phải là Hương Tràm mà em là một Thu Ngân á, thì anh cũng khuyên em là sau Ca Sĩ Thần Tượng, nếu em có đi tiếp hay không á, thì em hãy thử sức ở những sân chơi âm nhạc khác để em là Thu Ngân á, thì anh rất mong chờ em sẽ tỏa sáng. Nhưng mà thế này nè bé à, anh nghĩ là đây là lời khuyên chân thành anh dành cho em, là nếu như bình thường mà giọng mình giống Hương Tràm rồi thì hôm nay anh đã tìm được cái điểm khác của em với Tràm rồi. Anh thấy được em có một thái độ âm nhạc R&B rất lớn trong em. Thành, nhưng mà anh thích cách hát của cái trước hơn. Tức là cái phần một á, hả? Phần một á là cứ khoan phăng á đã. À. Sang phần lời hai lúc đó phăng thì nghe nó feel hơn. À không, đúng. Còn đây là lời một vào là đã khoe phăng rồi. Sau đó vào tiếp theo lại tiếp tục. À, cái bản hát này hay là bản hát của Trà? Bản hát này. Chị đồng ý cái suy nghĩ của anh Nam đó. Tại vì người ta nói những cái gì hay nhất mình phải giữ lại, thì người ta mới tạo sự bất ngờ. Nếu mà mình làm một cái điều đó mà mình làm nhiều lần quá, nó không còn sự bất ngờ nữa. Cái đó là cái cách tinh tế trong khi mình xử lý một bài hát. Phần đầu mình xử lý vừa phải, càng về sau mình thả ra những cái độc chiêu của mình, tạo sự bất ngờ và tạo sự cao trào cho người ta. Đó là cách xử lý khôn khéo trong một bài hát. Hôm nay là em rất là thích bài này, đúng không? Đúng rồi. Tại vì nhìn cái cách của em hát là chị cảm nhận rằng là em hát cho em, chứ không phải là hát cho Tràm nữa. Khi em feel những cái feel, thật sự Tràm bây giờ có feel R&B, nhưng cái cách luyến của Tràm khác cái cách luyến của em. Đó là cái mà Tiến Thành thắc mắc hồi nãy giờ không thấy được Tràm trong đó, là bởi vì em có cố tình xử lý theo những cách feel của Tràm, nhưng em xử lý cái feel của em nó không giống Tràm, mà nó là cái feel của em. Nhưng thú thật, nếu một ngày nào đó em gặp chị thì em về đội của chị nhé. Chứ gì dù dỗ người ta rồi. Hay lắm. Nếu như em thật sự muốn làm ảnh bơm, em có cần tư vấn gì em cứ gọi cho tôi sẵn sàng đó, giúp đỡ em. Tại vì tôi muốn em nổi tiếng, tôi muốn khán giả yêu thương em, tại vì em hát rất hay. Quá tuyệt vời. Xong cái chương trình này để dành tiền ra MV nghe chưa? Ra một bài single của riêng mình, lấy tên mình. Vậy mà anh nghe nhầm là anh xin sau chương trình này anh xin cho tiền ra MV nha. Sai có một từ thôi. Anh bệnh rồi. Anh đau quá, đau quá. Thôi vỗ tay lên cho ban giám khảo. Vâng, xin được cảm ơn ban giám khảo rất nhiều. Và phải nói một cơn bão lời khen dành cho bạn luôn. Chắc chắn bạn đang rất hạnh phúc. Nhưng chúng ta chỉ có 3 cơ hội dành cho 3 thí sinh bước vào trận chung kết mà thôi. Một lần nữa xin được chúc mừng phần dự thi của Thu Ngân. Quý vị thân mến, vậy là chúng ta đã khép lại 7 tiết mục rất là tuyệt vời trong buổi tối ngày hôm nay. Liệu rằng ban giám khảo của chúng ta sẽ đưa ra kết quả như thế nào? Nhưng trước khi đó hãy cùng nhau dành một tràng hỗ tay để gặp gỡ 7 thí sinh trong đề thi bán kết tuần này. Xin mời Lê Trang, Quang Nghị, Thu Ngân, Tuấn Phong, Thanh Hiền, Nhã Thần, Quang Anh. Ban giám khảo thân mến, đây là một dàn đồng ca mà có thể nói hôm nay ai cũng giỏi, ai cũng xuất sắc cả, đúng không ạ? Họ đều có những cái tiến bộ rất là vượt bậc trong tuần vừa qua. Thế nhưng kết quả thì chỉ có 3 người được đi tiếp vào trận chung kết mà thôi. Xin được mời ban giám khảo của chúng ta thống nhất một lần nữa đưa ra kết quả. Xin mời. Kính thưa quý vị và các anh chị, đến hẹn lại lên, tôi lại là người phát biểu đại diện cho toàn ban giám khảo, gồm 4 thành viên sắc màu. Tôi xin chia sẻ với các bạn như thế này: số người được lựa chọn sẽ là 4. Wow, một thông tin đáng mừng dành cho 7 thí sinh đứng trên sân khấu đây. Đầu tiên, chúng tôi xin được chúc mừng một thí sinh nam, là một người phong độ ổn định, hoàn thiện dần theo thời gian. Chúc mừng Quang Anh. Một tràng hỗ tay cho Quang Anh. Với sự hóa thân thành nam ca sĩ Tuấn Hưng, chúc mừng bạn đã có một tấm vé bước vào trận chung kết.
Hy vọng bạn giải phóng cơ thể thoải mái hơn, tự tin hơn, nghệ sĩ hơn. Đã có một nam, ắt phải có một nữ. Chúc mừng cho Thu Ngân. Rất xuất sắc ngày hôm nay với một trận bảo lời khen. Chúc mừng bạn. Đã một nữ rồi phải trở lại với một nam. Có những con người bận đồ lòe loẹt trên sân khấu, tôi không vui lắm vì điều đó, nên tôi quyết định đưa anh ta vào vòng chung kết. Chúc mừng bạn Phong. Tuấn Phong với sự hóa thân thành Đàm Vĩnh Hưng. Chúc mừng bạn. Chúc mừng Tiên Hát Đan Nguyên. Xin được chúc mừng cho Quang Nghị. Đây chính là tấm vé cuối cùng bước vào vòng tranh đấu trong đêm thi chung kết của cuộc thi. Khá Như xin được chào mừng tất cả quý vị và các bạn đang cùng đến với đêm chung kết của chương trình Ca sĩ Thần Tượng 2019. Và đêm nay là đêm chung kết, cho nên là tất cả chúng ta chỉ còn một đêm cuối cùng nữa thôi. Hy vọng rằng mọi người sẽ cố định cái kênh này để theo dõi cả hành trình trong đêm nay mọi người nhé. Ngay từ những tập phát sóng đầu tiên của chương trình, Ca sĩ Thần Tượng đã để lại rất nhiều dấu ấn trong lòng quý vị khán giả. Mỗi tập lại có thêm nhiều thử thách, nhiều bất ngờ, nhiều yếu tố ly kỳ và không kém phần cam go, làm cho quý vị khán giả không thể rời màn hình được. Và hứa hẹn đêm nay sẽ là một đêm chung kết bùng nổ. Quý vị thân mến, trải qua 11 tập phát sóng thì đêm nay là đêm cuối cùng để 4 thí sinh xuất sắc nhất chinh phục ngôi vị quán quân của cuộc thi Ca sĩ Thần Tượng năm nay, và chúc cho tất cả các chiến binh sẽ có được những tiết mục cực kỳ hấp dẫn. Quý vị và các bạn thân mến, trong đêm chung kết xếp hạng, chúng tôi xin được hân hạnh chào đón các vị đại biểu. Đại diện cho ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu bà Phạm Kim Dung, Tổng Giám đốc Công ty Sen Vàng, đại diện nhà sản xuất. Xin được cảm ơn sự hiện diện của các vị khách quý trong đêm chung kết của chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, trong đêm nay, 4 thí sinh của chúng ta sẽ phải trải qua 2 tiết mục trình diễn. Tiết mục đầu tiên sẽ là tiết mục kết hợp cùng với khách mời, và tiết mục thứ hai đó chính là phần thể hiện cá nhân. Và đêm nay là đêm quyết định, nên Như chúc cho các bạn tham gia sẽ có được một cái tinh thần thật sự là thoải mái, sảng khoái để có thể mang đến cho quý vị những tiết mục kết hợp với âm nhạc thật sự tuyệt vời. Và có thể nói chúng ta là những người khán giả ngồi xem thì dễ, nhưng người đau đầu nhất đó chính là thành phần ban giám khảo. Và ngay bây giờ hãy cùng với chúng tôi chào đón ban giám khảo. Đầu tiên sẽ được chào đón sự xuất hiện của nghệ sĩ Trấn Thành. Wow, không hiểu sao hôm nay anh đi có một mình thôi, cô đơn chiếc bóng quá, còn ba người còn lại đâu. Xin chào bạn Ngựa Vàng. Một tràng pháo tay cho Trấn Thành được không ạ? Vâng ạ. Và không thể thiếu ba giám khảo còn lại, xin được trân trọng giới thiệu đạo diễn Hoàng Nhật Nam, ca sĩ Cẩm Ly và ca sĩ Minh Tuyết. Wow, ta gì kì vậy? Sao tự nhiên bữa nay tôi giống giám khảo khách mời vậy ta? Dạ. Sao bị mà bị hất hủi, bị kỳ thị, bị... Ủa đâu có anh, bị ghẻ lạnh. Tụi em giới thiệu anh ra đầu tiên mà, tại vì em biết anh đi lại khó khăn nên để cho anh đi một mình cho đỡ té. Dạ. Chắc là cô Minh Tuyết nói lý do vì sao mà ba chúng ta đi cùng với nhau. À, hình như là hôm nay đêm chung kết phải không mọi người? Đúng rồi. Cho nên vì đêm chung kết nên chúng tôi có cái gì sang trọng nhất, hộp nhiều nhất, chúng tôi đắp hết lên người chúng tôi. Nhưng mà bỗng nhiên hôm nay có một người rất là xa lạ quý vị ơi, bận một bộ đồ rất là teen. Và bộ đồ đó cũng như cái sự phối hợp tất cả mọi thứ làm cho tôi nhớ bánh da lợn. Chị ơi, bánh da lợn em ăn là có 5 lớp rồi, cái này hay như 7-8 lớp lận á chị ơi.
Em nghĩ đây là một cái dạng xương khớp được lắp đặt từ bên ngoài để hỗ trợ chiều cao đúng không anh Thành? Tại vì này mới sắm kiếm cái chuyện gì cho bận, bận cái chương trình bình thường tao nói mình khùng. Thì phải lựa nào cho nó đẳng cấp, nó lớn nhất rồi lựa mà bận. Suy nghĩ trong tháng này không có chương trình nào mà lớn hơn đêm chung kết của ca sĩ Thần Tượng. Bận bận xong thấy mình lạc lòi nhất thế giới. Ở dưới là bánh trên là rau cao. À bánh rau cao, còn ở trên là mì gói. Trời ơi, tôi để ý. Tại vì làm chung với Minh Xù, phải làm xù hơn nó thì mới chịu. Quá dễ sợ luôn á. Thôi kệ tôi đi, tôi là cái người đàn ông, ít ra thì tôi cái đầu mì gói tôi cũng không thể nào mà nhìn nó cũng còn đỡ hơn những cái người đàn ông mà áo toàn là bơm bớm như lợi chim cò. Ấn tượng là những cái điểm xuyến anh hả? Hôm nay chắc là cái kết cái này hơi kỹ anh hả? Đàn ông gì toàn chim với bướm không? Thành có quyền nói chứ Minh Xù không được quyền nói. Đúng rồi. Dạ. Và em hãy nhìn lại mình đi. Hãy nhìn lại mình đi hơi em. Thành ơi. Dạ. Anh là một đạo diễn nội tâm cho nên là cái bộ trang phục này thực sự là cũng đã được chọn để cho đêm quan trọng hôm nay. Vì cái câu thơ trong truyện Kiều. Thơ, mọi người tập trung nghe thơ lắng nghe. Êm đềm trướng rủ màn che, tường đông ong bướm đi về mặt ai. Nè tôi nói quý vị nghe, tất cả những gì mà đạo diễn Hoàng Nhật Nam nói chỉ là mượn thơ văn để chống chế cho cái sự mà không thành thật của anh ta. Các bạn nghĩ đi, nội tâm ư, nội tâm chỉ là chỉ ngoại mà nội tâm gì. nó cấn nó ra ngoài này, nó cho nội là nó ẩn vô bên trong của này, nội nó cấn tâm gì đó. Mà kết cơm, cái này là hàng nội địa nó kết cho anh chứ không có nội tâm gì ở đây. Nhưng mà nói anh ơi, thôi dạ. Bây giờ đứng lại đây đi, bây giờ hôm nay á nói tới nói lui vẫn không thể chịu đựng được. Không chịu được đây mọi người ơi, bữa nay Cẩm Ly là hiền nhất rồi đó mà ngang ngược dễ sợ, ngang ngược đang nói đây nè. Cô Tư ơi, đôi giày này là có 25 cm thôi, cho nên hiện nay Trấn Thành đang có một chiều cao là 2m nha quý vị. Dạ vâng. Cái quốc cái kênh nè. Đúng rồi, cái quốc thì cái đầu tiên nha. Cái chuyện té nha, cái chuyện té nha, té ăn cái coi, té ăn cái. Đúng rồi. Không sao anh, giúp ngã là sao, mẹ của sao. Thành công. Em thiết nghĩ rằng là chúng ta nên về vị trí đúng ghế nóng đi đó. Trước khi họ chuyển kênh, hãy về chỗ nào. Một cái hỏi tay cho ban giám khảo của chúng tôi. Đi cẩn thận anh Thành ơi, đi cẩn thận anh Thành ơi. Từ tốn thôi. Cái gì vậy Thành? Dạ, giám khảo đã ổn định vị trí của mình chưa ạ? Dạ em rồi. Em chưa ạ? Em. Vỗ tay cho ban giám khảo của em. Giám khảo Hoàng Việt Nam, anh mong chờ gì vào đêm chung kết ạ? Đêm nay thì anh mong chờ là sẽ được thưởng thức những tiết mục âm nhạc đặc sắc. Và đặc biệt là có sự trở lại của các thí sinh ca sĩ Thần Tượng mùa trước. Thì anh muốn xem những cái màn đò dòng đó như thế nào. Rất là hy vọng sẽ có nhiều cái cảm xúc hôm nay trong đêm cuối. Và hy vọng là giám khảo sẽ có những cái màn tung hứng thật là ăn ý. Cảm ơn anh. Còn chị Minh Tuyết thì sao ạ? Chỉ mong là các bạn đêm nay sẽ bùng cháy hết mình. Thế còn chị Tư, tiêu chí chấm điểm của chị trong đêm chung kết này như thế nào ạ? Không, hôm nay không muốn chấm điểm. Hôm nay thật sự là chỉ muốn ngồi và thưởng thức. Đúng luôn là hai từ là thưởng thức các tiết mục của tất cả các bạn luôn, tôi không nói thí sinh luôn. Và chỉ chúc cho các bạn là thật sự là tỏa sáng và thăng hoa trong đêm nay. Xin được cảm ơn chị Cẩm Ly. Còn giám khảo Trấn Thành, các bạn thì giờ không còn gì để mà chỉ với các bạn đâu. Bây giờ chỉ có coi là các bạn tiếp thu được bao nhiêu thôi. Thì hy vọng là các bạn hôm nay làm được những điều mà các bạn đã ghi nhận, các bạn đã hiểu. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là hy vọng là Sen Vàng sẽ tổ chức những cái chương trình đầu tư quy mô vậy nữa để khán giả truyền hình có dịp theo dõi những cái sân chơi bổ ích dành cho những cái người mà người ta đam mê thật sự. Và đặc biệt là nếu có trở lại, đừng quên những dàn giám khảo mà ngày đêm mất ăn mất ngủ vì cách chọn đồ để xuất hiện với chúng tôi. Hai đứa MC thì có thể thay đổi theo hàng. Dạ không mà, dạ anh Thành, không nói giúp giùm em. Nếu được thì ráng giữ hai đứa nó. Những gia đình như chúng tôi như này mà gặp nhau được thường xuyên hơn để có được những cái chương trình khác, không những chỉ là ca sĩ Thần Tượng. Và với bốn giám khảo như thế này và hai mùa ca sĩ Thần Tượng đã qua, hai bài hát cho mỗi thí sinh ngày không, hôm không nay tối nay có tới 6 bài hát lận, nhưng mà không phải hai em thí sinh nào mà hát hay nhất sẽ trở thành quán quân và áo quân của chương trình. Thì tôi nghĩ rằng những chương trình như thế chúng tôi nên giữ lại nhau. Vâng, cảm ơn
những lời góp ý và những cái kinh nghiệm mà anh Trấn Thành đã đưa ra cho các thí sinh. Cảm ơn anh rất nhiều. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần thi đầu tiên. Buồn tay
nào đó xa nhau. Nếu anh nói anh vẫn chưa yêu, là thật xa anh mong rất gần, anh luôn mong rất gần. Còn anh nói đã muốn quên em rồi, là trong tim anh luôn nhớ em. Còn anh nói đã muốn quên em rồi, là trong tim anh luôn nhớ em. Và đặc biệt có sự quay trở lại của quán quân năm ngoái, đó chính là Đan Trang. Không biết anh Trấn Thành cảm giác của anh như thế nào? Em ngồi dưới em cảm thấy anh đang rất là hạnh phúc đúng không ạ? Hạnh phúc chứ, tại vì chúng tôi chọn đúng người. Cái bài này quý vị ít thấy Hà Hồ hát lắm, nhưng mà mình nghe mình biết ở đây là Hà Hồ Ngọc Hà nè. Cái cảm thụ về Hồ Ngọc Hà trong người của Đan Trang càng ngày càng cao. Nó tinh tế lắm, nó không có còn phải thể hiện ra như thế nào, mà nó đến một cách rất là tự nhiên. Và đó là cái mục đích, cái điểm đến của những cái chương trình như là Ca Sĩ Thần Tượng. Và hôm nay chúng tôi trở lại thấy một quán quân thành công, vì chúng tôi rất là vui mừng. Cảm ơn giám khảo Trấn Thành, Đan Trang trở lại với sân khấu Ca Sĩ Thần Tượng. Em cảm thấy như thế nào? Em cảm thấy rất là vui, bởi vì là ngày hôm nay em đã được gặp lại chị Khải Như và bốn vị ban giám khảo rất là dễ thương. Em rất là nhớ mọi người và cũng rất là nhớ những khoảng thời gian mà mình thi Ca Sĩ Thần Tượng. Nên ngày hôm nay khi quay trở lại thì em cảm thấy rất là hạnh phúc, cực kỳ hạnh phúc và hồi hộp luôn. Trời, bác nói mà cứ nổi vậy. Thật sự là em cứ tưởng là chị Hồ Hà không, nghe cái giọng nói luôn. Dạ, Hà Hiển Linh. Anh muốn nói một chút về Đan Trang. Là rất là vui khi mà sau khi Đan Trang đăng quang quán quân Ca Sĩ Thần Tượng thì trong cái hình tượng của Hồ Ngọc Hà, nhưng sau đó Đan Trang đã trình diễn trên rất nhiều những cái sân khấu lớn, và gần đây nhất là chương trình Hoa hậu Miss World Việt Nam, và trước đó cũng một số chương trình thì Đan Trang hát bằng chất giọng của chính Đan Trang. Những cái dòng nhạc khác hát cũng rất là tốt, và những ca khúc về trữ tình, âm nhạc quê hương thì Đan Trang hát bằng chính mình, thì cái điều đó cũng rất là vui. Anh cũng sẽ hứa là sắp tới sẽ tiếp tục dàn dựng cho Đan Trang thêm nhiều cái tiết mục nữa để em là chính em. Em cảm ơn anh rất nhiều. Quá tuyệt vời đúng không ạ? Nói chung là một lần nữa tất cả... cảm ơn bạn Đan Trang đã trở lại với sân khấu Ca Sĩ Thần Tượng. Cảm ơn bạn rất nhiều. Xin mời Đan Trang vào trong nhé. Cảm ơn bạn. Còn hai chàng trai này thì ngày hôm nay tiết mục mở màn đã giúp cho ban giám khảo phía dưới cũng cảm thấy rất là hào hứng. Không biết là ngay bây giờ cảm xúc của chị Minh Tuyết như thế nào ạ? Xin mời chị. Thực sự hồi nãy khi mà Đan Trang bước ra là đã vỡ òa lần thứ nhất rồi. Vẫn không đoán được là Đan Trang hát với ai. Thì Quang Anh, Tuấn Hưng bước ra cất câu đầu lên là dưới đây chúng tôi đã ồ lên rồi. Cảm giác như là Tuấn Hưng bước ra thực sự đang hát. Người thứ hai bước ra làm chúng tôi lại càng vỡ òa hơn. Bởi vì tôi luôn luôn cứ có cái cảm giác là như là ông Đàm Vĩnh Hưng ổng nhập cái ông này ấy. Ông hát lên là tôi nghe Đàm Vĩnh Hưng ngay tại chỗ, ngay lập tức. Đó là anh Tuấn Phong. Nói chung là một tiết mục mở màn rất là tuyệt vời. Vào những tiết mục riêng của các bạn hãy thả lỏng mình đi, bởi vì bây giờ các bạn đã hát rất giống thần tượng của mình rồi. Chỉ là ngày hôm nay các bạn có quên mất mình đi hay không, sống thật với cái nhân vật của mình đang hóa thân hay không. Nếu các bạn làm được điều đó thì các bạn nhất định sẽ đoạt được quán quân trong cái đêm hôm nay của Ca Sĩ Thần Tượng. Chúc mừng các bạn. Cảm ơn giám khảo Minh Tuyết rất nhiều. Thế còn chị Tư Cẩm Ly, mình đang trông chờ ở cái bài cá nhân của các bạn trong cái đêm thi này, nó rất là quan trọng, và hy vọng rằng những cái khiếm khuyết mà trong suốt một cuộc thi giám khảo góp ý hôm nay các bạn xóa bỏ cái ranh giới đó không còn nữa, để mình thực sự hóa thân, phải gọi là dùng là trọn vẹn. Và hôm nay Ly rất là mong muốn, giống như cái điều mà Ly ao ước ở đầu chương trình, là Ly ngồi đây Ly không muốn chấm, Ly muốn thưởng thức các bạn đang biểu diễn chứ không phải là thí sinh nữa. Ok, hy vọng rằng sẽ được toại nguyện. Cảm ơn giám khảo Cẩm Ly, chúc mừng các bạn. Bạn rất nhiều. Quý vị và các bạn thân mến, và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với tiết mục dự thi tiếp theo. Xin mời. Đường gió bay
lối em đi về, trời không có mây. Đường đi suốt mùa nắng lên thập đầy. Thành phố nào nhớ không em, nơi chúng mình tìm phút êm đềm. Thành phố nào vừa đi đã mỏi, đường quanh có quyên gốc thông già. Chiều đàn tay nghe nắng chan hòa, nắng hôn nhẹ làm hồng môi em. Mắt em buồn trong sương chiều anh thấy đẹp hơn. Một sáng nào nhớ không em, ngày chủ nhật ngày của riêng mình. Thành phố buồn nằm nghe khói tỏ, người lứa thưa chiếm dưới sương mù. Quỳ bên em trong góc giao đường, tiếng kinh cầu dệt mộng yêu đương. Chúa thương tình sẽ cho mình mãi mãi gần nhau. Gọi nắng trong cơn mê chiều như hoa trắng bay, mái tay em dài gầy thêm chân em về nào anh có hay. Gọi tên cho đang chết trên sông dài. Rồi từ đó vì cách xa duyên tình thêm nhạt nhòa. Rồi từ đó chốn phong ba em làm dấu nhà người. Âm thầm anh tiếc thương đời, đau buồn em khóc chia vui. Anh về gom góp kỷ niệm tìm vui. Thôi xin ơn đời trong cơn mê này, gọi mùa thu tới. Tôi đưa em về, chân em bước nhẹ, trời buồn gió cơ. Đời xin có nhau dài cho mãi sau, nàng không gọi sầu áo xưa dù nhau cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau. Xa nẻo mây gọi tên em mãi suốt cơn mê này. Thôi xin ơn đời trong cơn mê này, gọi mùa thu tới. Tôi đưa em về, chân em bước nhẹ, trời buồn gió cao. Đời xin có nhau dài cho mãi sau, nắng không gọi sầu áo xưa dù nhiều cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau. Thành phố buồn lắm tơ vương, cơn gió chiều lạnh buốt tâm hồn. Và con đường ngày xưa lá đổ, giờ không em rồi đã u buồn. Giờ không anh hoang vắng phố phường, tiếng chuông chiều chậm chậm thế lương. Tiến đường người quên núi đồi, quên cả tình yêu. Tiếng chuông chiều chậm chậm thế lương, tiến đường người quên núi đồi. Cái hố tây cho
Quang Nghị, Thu Ngân và có sự xuất hiện quay trở lại đặc biệt của Ánh Nguyệt. Đầu tiên chắc phải hỏi cảm xúc của Ánh Nguyệt trước. Quay trở lại với sân khấu năm nay thì bạn thấy như thế nào? Dạ, cũng có một chút khác là không bị áp lực nhiều, nhưng mà cũng vẫn lo sợ là mình phải hát tốt để làm giống như một cái vote, điểm vote cho hai bạn thí sinh. Nhưng mà đỡ áp lực khi mà nhìn bốn vị ngồi dưới kia, đỡ áp lực hơn rất là nhiều. Hay lắm, nó mang tính hoài niệm cao. Người ta cho thấy là âm nhạc là không có biên giới. Lần đầu tiên mình nghe là Hương Tràm sẽ đi hát chung với Khánh Ly, rồi còn hát chung với Đạt Nguyên, là ba cái nhân vật mà ba dòng nhạc của bản thân họ đều không liên quan gì đến nhau. Nhưng mà các bạn với cái khả năng của mình, với cái tài nghệ của mình, làm cho người ta tin được rằng là có một ngày nào đó có ba cái người này đứng trên sân khấu ráp lại với nhau và hát ra một cái liên khúc như thế này. Tôi cũng khen ngợi cho anh Minh Vi là giám đốc âm nhạc đã làm ra một cái liên khúc quá hay. Tôi tin chắc là các bạn mà mai mốt làm nghề á, các bạn là những người ca sĩ hát live rất là tốt. Cả ba người chào đón Ánh Nguyệt trở lại với chương trình. Xin cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn chị Nguyệt rất nhiều, cảm ơn ạ. Trở lại với hai thí sinh của chúng tôi, giám khảo Hoàng Nhật Nam, anh cảm nhận như thế nào ạ? Thu Ngân thì cũng vậy, vẫn với một cái nội lực rất là dào dạt, và Quang Nghị cũng vậy. Đối với anh thì hôm nay với tâm thế là thưởng thức một cái tiết mục nghệ thuật thì anh cảm thấy rất là thích và rất là đông đầy cảm xúc. Xin được cảm ơn giám khảo Hoàng Nhật Nam ạ. Thì chắc bây giờ phải nhường lời lại cho chị Minh Tuyết là xin mời chị. Thực sự qua tiết mục này thì nói thiệt là đang thưởng thức một cái tiết mục và rất là hay. Hy vọng là những tiết mục kế tiếp sẽ chờ đợi ở các bạn một cái điều gì đó vô cùng tuyệt vời và bất ngờ khi mà mình hóa thân thành thần tượng của mình. Chúc mừng hai bạn. Cảm ơn giám khảo Minh Tuyết. Thế còn chị Tư Cẩm Ly? Chị cũng giống tất cả mọi người, chị rất là thích tiết mục này ở cái phần tụi em hát. Quá tuyệt vời, không có chê trách gì bao nhiêu hết. Nhưng mà tất cả nó mới đang chờ đợi phụ thuộc vào cái tiết mục đơn của tụi em. Và nên nhớ một lần nữa lời căn dặn là cố gắng hóa thân mình thành thần tượng. Nhớ ém mình lại tí xíu nha, thì cái tiết mục của mình nó mới có thể là nó có một cái số điểm cao. Vâng, cảm ơn Nghị với Ngân nhiều. Cảm ơn thần nắng. Hôm nay mặc cái áo rất là chói chang như vậy cũng tiếp nắng cho các bạn. Sao? Người đàn ông đi cà keo, anh nghĩ gì ạ? Hai người ca hay quá, hát rất là tình cảm và chuyên nghiệp, nên được khán giả yêu thương nhiều hơn. Tôi chúc hai bạn nổi tiếng. Một lời chúc quá là tuyệt vời để thì Hợp Tinh Thành. Cứ Su nghĩ rằng là các bạn nên nói ra cái câu này đi, để lấy tâm lý và tí xíu nữa mình sẽ hóa thân tuyệt vời hơn. Bây giờ Thu Ngân bạn sẽ nói tôi là Hương Tràm, còn Quang Nghị sẽ nói tôi là Đan Nguyên. Su em dạ. Vô đi. Ừ. Bác ta tôi Hương Tràm. Ừ. Ta đang chúc nổi tiếng, chúc cá nhân. Lực rồi sao? Thiệt. Không, ý là em muốn mời vô phần tiếp theo á anh. Dạ. Lẽ dành trải cho em hết xù thiệt. Không sao đâu. Cảm ơn hai thí sinh của Như rất nhiều. Rồi vô trong luôn hả? Ừ. Dạ, hôm nay có tay cho Quang Nghị và Thu Ngân. Minh dạ. Sù nói gì kệ đi, kệ. Không gì okay, hết. Em đi. Ra quý vị. Chương trình không cần có em cũng được nữa. Vậy luôn hả? Ừ. Mời chị dẫn một mình. Và ngay bây giờ chúng ta... Trời, dẫn mình thiệt không có. Phải có hai người mới đúng đôi chứ. Rồi, máy, quý vị thân mến, vậy là chúng ta đã khép lại phần đầu để tiên. Để máy bất cẩn vào Khả Như rồi, Khả Như. Và chúng ta cũng vừa thưởng thức xong cái phần thi kết hợp với ca sĩ khách mời. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần thi đặc biệt tiếp theo. Xin mời. Từng chiều buồn lang thang bước trên con đường, lặng nhìn mùa thu đưa lá rơi bên thềm. Một mình thương nhớ ai không gian như hoang vu, một tình yêu xa băng yêu đơn phương mình tôi. Nàng đẹp như ngôi sao sắc cao trên trời, nụ cười xinh tươi sáng như hoa hướng dương. Lạnh lùng em bước qua muôn hoa tươi trông theo, còn lại anh ngất ngây trong cơn mơ mình ấy. Một cuộc tình mà mình dành riêng cho em, dù năm tháng trôi qua vẫn còn đây. Biết yêu em, thương em, mong em trong trái tim, nhưng không thể nói lên anh yêu em. Hãy bước đi và đừng nghĩ suy, dù cho em không cần anh nhưng anh vẫn cần em. Dù em ra đi thật xa giấc mơ của anh thầm giữ trong con tim bóng dáng của em.
sẽ mãi mơ về em ơi em. Tình yêu trong mơ của anh thơ mong một lần được ôm em trong vòng tay cùng nhau bước trên yêu thương cùng đắm say mộng mơ mình sẽ mãi bên nhau. Hãy bước đi và đừng nghĩ gì, dù cho em không cần anh nhưng anh vẫn cần em. Dù em ra đi thật xa giấc mơ của anh thầm giữ trong con tim bóng dáng của em. Sẽ mãi mơ về em ơi em. Tình yêu trong mơ của anh thơ mong một lần được ôm em trong vòng tay cùng nhau bước trên yêu thương cùng đắm say mộng mơ mình sẽ mãi bên nhau. Ôi cuộc đời tại sao bao ngang trái chia lìa đôi tình nhân chúng ta. Khi đôi ta đang yêu đắm say, em xa rồi còn anh trong thương nhớ ôm tình yêu mà ta đắm say. Mình yêu nhau mới đây đã xa. Em yêu đã xa, xa nhau thật sao nhớ thương em nhiều hơn. Dẫu xa nhau mà anh luôn tin rằng trái tim mình cùng nhịp đập với nhau. Tình anh vẫn một lòng dù xa mãi ngàn trùng, mong một ngày mới mình sẽ bên nhau trọn đời. Xa nhau mất rồi, em yêu đã xa. Xa nhau thật sao nhớ thương em nhiều hơn. Dẫu xa nhau mà anh luôn tin rằng trái tim mình cùng nhịp đập với nay vẫn một lòng dù xa mãi ngàn trùng, mong một ngày mới mình sẽ bên nhau trọn đời. Và đó chính là Quang Anh với phần hoa thân thành Tuấn Hưng ngày hôm nay. Xin mời giám khảo Trấn Thành ạ. Xuất sắc. Xin chào cảm ơn anh ạ. Trời ơi, chưa bao giờ mà như thấy giám khảo Trấn Thành cạn lời như vậy luôn á. Và không dùng tới 40 thật phút để chia sẻ đúng không? Không biết nói gì luôn. Nổi da gà liên hồi, ngồi lặng hồi luôn. Hay quá. Hát chuẩn, tình cảm trải lòng. Xuất sắc. Chị nói như thế nào? Xin chào cảm ơn anh ạ. Người đàn ông bên này thì rất là ít nói, nhưng mà nói cái nào là xuất sắc cái đó. Còn anh Hoàng Nhật Nam thì sao ạ? Xin mời anh. Nói tới đâu đào tới đó. Đào tới đó. Nội tâm mà. Anh nội tâm cho nên anh nhớ là một kỷ niệm xa xưa. Cái bài Chia Xa là bài trong phim Tân Dòng Sông Ly Biệt phải không? Dạ bài đúng rồi, xa. Đúng rồi, dạ, đúng rồi. Hồi cái phim đó chiếu thì ca khúc này rất là nổi đình đám. Thì anh có một cái kỷ niệm vui đó là cái cô bạn học lớp khác có nói rằng là tụi bay thằng Nam nó giống Cổ Cừ Cơ. Ủa, em thấy anh giống Lý Minh Thuận của Singapore hơn. Tại vì lúc đó là cái tóc nó chưa có dài như vậy, rồi râu nó chưa có mọc như vậy. Cái bài này anh rất là vui vì nó cũng gợi nhiều cái kỷ niệm. Mà sau này Triệu Vy có về Việt Nam thì anh Bo, người tình âm nhạc của ai kia cũng có hát song ca chung. Mà có mời anh không? Không. Ừ. Chứ kể gì? Trời không. Trời. Thế mình bài... cô Cự Cơ cái đẩy vô bài Chia Xa của người ta. Thiệt tình. Rồi sao? Trong cái phần hát vừa rồi thì mọi thứ nó vẫn đảm bảo và không bị chi phối gì cả. Mặc dù là em có diễn với bạn và có cái sự phân tâm chắc chắn là có. Khác với những vòng trước, cái đoạn cuối là lúc mà chiếc lá rất là to rơi trên đầu á. Và cái câu đó là cái câu kết nữa. Thì rất là quan trọng, nhưng mà em cũng đã kịp tỉnh táo, lấy cái lá, vụt xuống, rất là men luôn.
Thì anh thấy là cũng có bản lĩnh sân khấu và anh đánh giá cái phần trình diễn hôm nay rất là cao của em. Cảm ơn anh. Cảm ơn giám khảo Hoàng Nhật Nam. Thế còn giám khảo Minh Tuyết, cái điều mà Tuyết vui nhất là chương trình Ca sĩ thần tượng này đã giúp cho các bạn mỗi ngày mỗi tiến bộ hơn. Tuyết thấy là Quang Anh đã tiến bộ rất là nhiều, từ cái cách hát gần như là hoàn hảo hết rồi. Mới vừa nói tức thì bài trước là em hãy thả lỏng và hãy nhập mình vào nhân vật, thì bây giờ Quang Anh đã làm được điều đó. Có nghĩa rằng là không có gì vui bằng khi mà những góp ý của mình, của các giám khảo đã giúp cho tất cả các em, dù có đậu hay không đậu trong chương trình Ca sĩ thần tượng này, thì các em đã có được rất nhiều cái học hỏi được trong cái chương trình này. Chắc chắn một điều rằng khi các em ra khỏi chương trình này, các em sẽ thành những người ca sĩ nổi tiếng trong tương lai. Chúc mừng. Còn chị Tư, Cẩm Ly, từ lúc mà trong sân khấu bước chân ra là có phong thái bắt đầu có của anh Hưng rồi. Chị không biết sao cái kiểu mà lãng tử của ảnh nó nhập vô em á, em diễn chỗ đó chị thấy nó dễ thương mà nó mắc cười lắm. Tới rồi à, chắc cưng lắm cho nên là cười là cười thích thú. Cái cảm giác nó giống như là lâu lâu mình thấy ba mình tự nhiên đi mua bông tặng mẹ mình. Sao hôm nay ví dụ nó hơi có bị mà nó sao? Không phải, không phải. Đừng có tiêu cực quá cái ví dụ của chứ tôi. Sao bây giờ anh giải thích đi. Các bạn có để ý, ba mình ở nhà đa số mấy ông đàn ông không bao giờ biết lãng mạn là cái gì, đúng không? Nó đáng yêu kiểu như mình nhìn đúng nó rồi tại nhiên lâu lâu nhìn khi mình thấy ba mình đi mua cái bông tặng mẹ mình nhìn mình mắc cười bất ngờ á. Nhưng mà đáng yêu đó là cái cảm giác đó chứ đó. Mà tôi nói bạn già như ba tôi hiểu không? Ừ, ý là mình nói vậy đó. Chứ không thôi người ta không có hiểu. Biết đâu chồng bông mai. Xin cảm ơn những phần nhận xét đến từ các vị giám khảo của chúng ta. Và đặc biệt chúc mừng cho Quang Anh với phần diễn rất là tuyệt vời của bạn. Yeah, xin mời bạn. Thật sự sợ hãi các vị giám khảo của chúng ta. Thôi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục tiết mục tiếp theo. Xin mời. Biệt bàn lòng ơi trao trả mỗi người thương vì hai lối mộng hai hướng trông mình thương nhau chưa chót thì chớ mang nỗi buồn theo bước đời cho dù chưa lần nói. Nhưng nếu còn đẹp vì nhau xin nhẹ đi vào sâu, người thương tiếc nhiều đau bấy nhiêu, mình chia tay đi nhé để chốn nào với chiều mưa gió lòng ta dừng vui bên mộng. Bao lần đi gối mỏi chân mòn, tâm tư nặng vai gánh đường trần cho đến nay chỉ còn bờ mi khép kín, giấc ngủ nào quên, giấc ngủ nào gọi tên. Thôi nhắc nhở để mà chi, quay về xưa làm gì, giờ hai lối mộng hai hướng đi, niềm ưu tư tôi đêm từng bước trên phố nhỏ đau gót mềm sao rùng nửa đường đêm. Còn đẹp vì nhau xin nhẹ đi vào sâu, người thương tiếc nhiều đau bấy nhiêu, mình chia tay đi nhé để chốn nào với chiều mưa gió lòng ta dừng vui bên mộng. Bao lần đi gối mỏi chân
chân mòn, tâm tư nặng vai gánh, đường trần cho đến nay chỉ còn bờ mi khép kín. Giấc ngủ nào quên, giấc ngủ nào gọi tên. Thôi nhắc nhở để mà chi, quay về xưa làm gì. Giờ hai lối mộng hai hướng đi, niềm ưu tư tôi đêm. Từng bước trên phố nhỏ đau gót mềm, sao rùng nửa đường đêm. Từng bước trên phố nhỏ đau gót mềm, sao rùng câu nào là phía dưới ba giám khảo vỗ tay câu đó. Mình xù mời giám khảo Minh Tuyết trước đi ạ. Xin mời chị ạ. Quang Nghị ơi, hồi nãy á, Quang Nghị phải cảm ơn cái anh đánh đàn nữa nè nha. Lúc mà Quang Nghị ngồi trên đó đó, cái góc nghiêng nghiêng thế này là tóc chảy hai mái lên á. Trời ơi, nhìn giống Đan Nguyên lắm luôn á. Xong thứ sau thứ nó chị đi, ủa cái này giống Đan Nguyên nè. Rồi bắt đầu Quang Nghị cất giọng hát lên. Hôm nay hát rất giống Đan Nguyên, đã biết nức nở những cái của Đan Nguyên có ở trong cái bài. Và bớt đi cái âm sáng của riêng Nghị. Nói chung là chúc mừng Nghị. Nghị đã làm rất tốt trong tiết mục vừa rồi. Hôm nay rất là giống Đan Nguyên. Cảm ơn giám khảo Minh Tuyết. Cô giáo Cẩm Ly. Đình lắm, từ cái bài đầu tới bài này, biểu hôm nay biểu diễn rất là đạt luôn. Rất là mừng cho Nghị. Chúc mừng Nghị. Cảm ơn, cảm ơn giám khảo Cẩm Ly. Thế còn đạo diễn Hoàng Nhật Nam? Những lời khen dành cho con Nghị thì đã có rồi. Và trong đêm chung kết này thì anh xin phép được nói lại một cái điều mà anh cảm thấy tâm đắc. Đó là bất kể một cái chương trình giải trí nào thì người ta cũng sẽ cần những yếu tố drama hay những yếu tố để câu view. Nhưng em hiện diện trong cái đêm chung kết này không phải bởi cái câu chuyện của em, mà bởi vì chính tài năng và cái giọng hát thực sự của em đã lay động chúng tôi, để chúng tôi quyết định đưa em vào đêm chung kết. Và anh lại khẳng định lại một điều đó nữa, để em cảm thấy luôn luôn tự tin. Và dù sau cuộc thi này thì em phải luôn luôn như vậy trên cái con đường nghệ thuật. Thì anh chỉ có một cái chia sẻ rất là tâm huyết như vậy với em. Vâng, anh rất nhiều. Cảm ơn đại diện Hoàng Nhật Nam. Giám khảo Trấn Thành, nãy giờ để ý thấy mà khi mà thí sinh biểu diễn, anh luôn có một cái sự giống như là suy tư. Anh cảm thấy như thế nào ạ? Bạn có thể hát cái bài này bằng giọng của bạn được không? Xin giá biệt bàn lòng ơi, trao trả mỗi người cười. Vì hai lối mộng hai hướng trông, mình thương nhau chưa trót, thì chớ mang nỗi buồn theo bước đời, cho dù chưa lần nói. Hay. Sắc phẳng. Thì đã nói rồi, nó tròn, nó vang và nó sắc hơn những cái lưỡi. Có nghĩa là đó, đầy, đầy. Có nghĩa là giọng của Đan Nguyên á, có cái âm sắc của người vùng miền trên, nó gom lại hơn. Còn giọng của Nghị á, vẫn có cái chất giống Đan Nguyên chứ không phải là không. Nhưng á, là nó sáng ra mà nó vang hơn. Là hai chất giọng nó khác nhau. Khi bạn hát bài này ở giọng Đan Nguyên, nó có cái hay của Đan Nguyên. Khi bạn hát bài này ở giọng hát của bạn, nó có cái hay của bạn. Và bạn xứng đáng được nổi tiếng. Giám khảo Trấn Thành, sau 11 đêm ngồi ở đây, giám khảo giống như là đã quá hài lòng với tất cả những cái chiêu mà mình đưa ra và tất cả những thí sinh cho đến đêm chung kết ngày hôm nay. Và một lần nữa cảm ơn giám khảo Trấn Thành và cảm ơn các vị giám khảo của chúng ta. Cảm ơn bạn rất nhiều. Tạm biệt Quang Nghị, thì ngay bây giờ tất cả chúng tôi sẽ mời quý vị đến với một sự hóa thân tiếp theo thành nữ ca sĩ Hương Tràm với phần trình diễn của thí sinh Thu Ngân. Xin mời.
còn không em, còn đâu những mong chờ, còn không em, còn đâu những ngày thơ, còn không em một giây phút dài khờ, ngày mắm xa mờ, đời em cũng thôi mộng mơ. Về đi em, ngày mưa gió nào nề. Về đi em, đường sau quá lê thê. Về đi em, thuyền trôi bến bê bằng, đời em cánh hoa tàn, rụng rơi mãi như dòng sông. Trôi mãi như dòng sông. Cái ca khúc với một cái không gian vô cùng lãng mạn, đặt tên là Cánh Hoa Tàn thôi nhưng mà không thấy tàn đâu cả. Trên sân khấu là một bông hoa rất là xuân sắc và một cô gái với chất giọng vút cao. Và anh rất là thích Thu Ngân ở những cái đoạn hát nhỏ nhẹ nữa, vì chất giọng của Thu Ngân thì cái phần trầm của em vẫn rất là đẹp, hát giống như mình đang kể chuyện á. Thì cái điều đó là anh thích ở Ngân. Với cảm xúc của anh thì đông đầy, và anh sẽ đặt tiết mục này là
cánh hoa xuân chứ không phải là cánh hoa tàn. Rất là tươi tắn đúng không ạ? Giám khảo Trấn Thành. Em cũng tính hỏi anh đúng Trấn Thành. Đúng rồi, phải hỏi giám khảo Trấn Thành. Hôm nay hỏi em làm tốt không? Thì câu trả lời là tốt. Nhưng hoàn hảo hay không thì là chưa. Nó tốt ở cái khuôn khổ là vì em là một cái người hát giọng tốt. Hôm nay hơi run một tí, nên những cái đoạn đầu cái nhịp nó có hơi nhanh hơn nhạc một chút. Anh thì anh nghĩ như thế này, anh không cần biết là chuyện gì xảy ra với em, nhưng mà anh biết chắc chắn một điều, em là một ca sĩ hát rất hay. Cảm ơn giám khảo Trấn Thành. Thế chị Tư Cẩm Liên, chị xích so cho điều gì ạ? Trong cái bài này á, thì đúng là như tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được giọng em rất hay, rất tốt, rất khỏe, rất nội lực. Nhưng chị thú thật là nó ít chàm nhiều quá. Nếu tính về một xử lý bài hát và giọng hát thì em làm trọn vẹn cái bài hát này. Chị thấy em hát cái bài hôm nay với cái bài lần trước á, bài lần trước em rất là thăng hoa. Cái bài này chị cảm giác như là em cố gắng để vượt qua, chứ nó không phải là em đang thăng hoa trong đó. Nên đúng chị rồi, không cảm được. Chị nói thật luôn. Bệnh à? Dạ tại vì là gần thi nhưng mà sức khỏe của em không được tốt. Chứ chị biết là em dư sức lên nữa. Bé nó giọng bữa nay nghẹt mũi quá trời. Nhưng mà chị chắc chắn với em một điều là em sẽ là một ca sĩ được nhiều người biết đến sau này. Em là một cô gái trẻ bước vào nghề, một người ca sĩ trẻ có triển vọng rất rất là nhiều. Cho nên ngày hôm nay nếu em có được đậu hay không đậu thì em vẫn đã rất thành công trong chương trình ca sĩ thần tượng này. Chừng nào ra MV gọi điện thoại cho anh sẽ tư vấn cho em. Tưởng tài trợ tư vấn. Nhưng mà em nhớ lọc lừa những cái tư vấn của ảnh lại nhé. Cảm ơn phần nhận xét của các vị giám khảo của chúng ta và xin chúc mừng bạn Thu Ngân đã hoàn thành xong phần thi của mình. Cảm ơn bạn rất nhiều. Hãy cùng với chúng tôi chào đón lên sân khấu sự quay trở lại của thí sinh Tuấn Phong. Xin mời. Dù tình em xa khơi nhưng anh còn mãi đây, còn mãi đắm đuối trao giấc mơ khờ dài. Giờ anh lẻ loi trong căn phòng hoang vắng, nguyện cầu em yêu về trong giấc mơ em đến. Em lặng lẽ ra đi cho tình tôi nhức nhối, bao năm hạnh phúc bên nhau bây giờ tan theo khói sương. Này người tình ơi, những lúc anh về lặng lẽ âm thầm nhìn căn phòng vắng làm bao xót xa. Đêm nay em có vui không biết tình nhận em ấm, riêng anh lạnh lẽo đơn côi có lòng ngập tràn đớn đau. Dù tình em xa hơn nhưng anh còn mãi đây, còn mãi đắm đuối trao giấc mơ khờ dài. Giờ anh lẻ loi trong căn phòng hoang vắng, nguyện cầu em yêu về trong giấc mơ em đêm. Dù tình em xa hơn anh còn mãi đây, còn mãi đắm đuối cho giấc mơ khờ dài. Giờ anh lẻ loi trong căn phòng hoang vắng, nguyện cầu em yêu. Giọt máu như chén chuốc cay này, lẽ bao như áng suốt cả buồn. Lòng thầm bữa phải nỗi đau với trái tim ta tật nguyền. Yeah.
Phần nào đưa ta qua những nỗi đau thương này. Giọt nồng ta sẽ chút quen đi đôi mắt u tình. Ánh mắt đắm đuối đôi môi là mê đôi tay vui lời. Em yêu đã giết ta trong một đêm. Ôi mê buồn. Vì yêu em nên ta đã hoang ngây ngô rồi. Mỗi sáng lúc tối ta điên ta say với bóng mềm. Đã thấy những nỗi đau thương trên tay đâu không ai hay. Khi em đã bước chân theo tuyệt vui kia đi rồi. Nào ngờ em quay lưng cho ta quá đau buồn. Giữa quãng đời làm người tình si quá mê say. Ôm lòng vỡ nát chút hết trong ly rượu nồng. Đã cho ta lỡ yêu em rồi. Con tim ta lỡ trao em rồi. Ta say ta hát nghêu ngao lời tình si mê. Em có hay không nào. Giọt mai như chén chua cay này. Lớp bơ như gã su ca buồn. Lạc thang bước với nỗi đau. Với trái tim ta tật nguyện. Giọt mai như chén chua cay này. Lớp bơ như gã su ca buồn. Lạc thang bước vững. Lời tình si mê. Em có hay không nào. Giọt mai như chén chua cay này. Lớp bơ như gã su ca buồn. Lạc thang bước với nỗi đau. Với trái tim ta tật nguyện. Lạc thang bước với nỗi đau. Với trái tim ta tật nguyện. Xin cảm ơn Vũ Đoàn Phương Việt rất nhiều. Trời ơi, ổng tới đồ ra rồi ổng nhảy đó. Chị, cái giò cho quẩy bên đây nè. Rất là dễ thương. Và là không khí cuối cùng rất là bùng nổ đúng không ạ? Anh Hoàng Nhật Nam thân mến. Cô Tư cổ ghi nhiều lắm em ơi. Xin mời cô giáo cảm ơn. Bà này hồi xưa bà làm cô giám thị. À đúng rồi. Rồi bà ghi chép của ai đi trễ, ai bị phạt cái gì đó là bà ghi lại. Rõ ràng rồi, bây giờ mời cô giám thị. Hưng của tôi đây sao? Nãy giờ bà cứ quay, bà cứ bà càng câu bà quay qua. Sao mập dữ vậy? Trời ơi. Rồi quay qua cái ca thêm câu cái quần nó có rộng dữ vậy. Rồi còn cái nữa, còn nữa. Ca cáo, thêm cáo, câu cáo. Cái rác ca thêm câu xuống gần tới đây. Cái mắt kiến bự quá che hết cái mặt rồi. Bà cứ lo bà ngó bộ đồ ta nói. Chị ca thi, chị. Rồi cái lạc lên cái nói. Trời ơi, cái cổ áo kìa, cái cổ áo làm cho con bé lùn lại kìa. Bà mai đồ hả bà Tư? Trời ơi trời. Không, phải gì tại cái hình ảnh cứ... Cái đầu tiên là quay lưng bạn đó. Ốm ốm cái áo nó ngắn nó sức lên kìa. Trời ơi, cái gì mà chấm mà phải chấm cái bộ đồ không à? Tại vì cái hình ảnh của bạn tôi nó rất là chỉnh chu. Ok ha. Ok. Còn quần tôi chưa bao giờ thấy bạn tôi mặc cái quần mà nó rầm rầm như thế cả. Không mà công nhận mắc cười thiệt, mắc cười cái thiệt. Cái con mắt kiến nữa cho nên nó làm cho tôi bị phân vân, tôi phải nhìn càng nhìn nữa biết không? Không, không, không nhưng mà hôm nay là ốm hơn hôm bữa rồi đó. Ốm thì có ốm đấy. Nhưng mà nó vẫn mắc cười bạn ơi. Nó lạ lắm, cái e của bạn ra nó lạ lắm. Mà cái đoạn bạn nhảy cái chân bạn móc nó lạ lắm trời ơi. Cái đó mà thử thách anh Thành mà nhảy liền bây giờ khó lắm anh. Cái xuồng đó khó, đừng. Bỏ qua đi. Giờ mới như chén chua cay này. Anh Thành ơi, thật ra em xin các vị giám khảo chúng ta ở đây là tại vì cái bạn này thể hiện ca sĩ, mà cái người ca sĩ đó anh Thành ảnh thể hiện rất là thành công. Mà em tiết lộ với quý vị luôn á, ở đây có một vị giám khảo hát bài Say Tình cũng thiệt là hay, đó là đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Bây giờ chúng ta xin mời đạo diễn Hoàng Nhật Nam và giám khảo Trấn Thành chúng ta bước lên sân khấu ạ. Vâng ạ, xin mời hai giám khảo. Xin mời. Mời anh Thành, mời anh Nam. Chết rồi. Ai nhảy ai hát. Nhỏ này chắc năm sau nó ít được mời lắm. Thành ơi, Ly đề nghị nè. Tại vì Ly nghe Thành hát hoài à. Ly chán lắm, hôm nay Ly muốn Hoàng Việt Nam hát. Nhưng Thành mang đôi giày đó nhảy cho nó đẹp. Đúng chết rồi. Rồi. Chết. Mà nhảy xoắn quẩy rồi nãy nha. Họ đứng này không có về gì hết trơn. Hát đi. Sát mới như chết cho cái nơi. Lèo bèo như gái su ca buồn. Lang thang bước với nỗi đau. Với trái tim ta tật nguyện. Yeah.
buồn, lang thang bước với nỗi đau, với trái tim ta tật nguyện. Đã cho ta lớn yêu em rồi, có dịp ta lớn trao em rồi. Ta say ta hát yêu yêu nhau lời tình si mê. Em có hay không nào, trên chuốc cây này lỡ vơ như gã du ca buồn, lang thang bước với nỗi đau, với trái tim ta tật nguyền. Xuất sắc, vỗ tay quý vị. Wow. Xin mời giám khảo Cẩm Ly nhận xét về thí sinh Hoàng Nhật Nam. Có một sự bất ngờ không hề nhỏ, nhưng thí sinh Hoàng Nhật Nam đã hoàn thành rất là tốt cái phần hát của mình. Nhưng về phần nhảy thì chưa hài lòng ở thí sinh Trấn Thành. Ủa, thế vậy? Chưa thấy nhảy cái gì quẩy quẩy. Giờ cháu quẩy chưa thấy nhảy. Music 1, 2, 3, go. Mấy anh chị, Đàm Vĩnh Hưng không phải Michael Jackson. Nói gì thôi. Cái gì vậy? Anh Đàm nó có nhảy dữ vậy? Có nha, tôi thấy có. Đàm có bốn chân. Có bốn nhưng mà này bốn nhiều quá phải không? Không phải, là tại vì Đàm nhẹ hơn. Đàm bốn nó gọn hơn, còn anh này bốn nó hơi rung, nó hơi bị tưng cái xíu, nó hơi bị tưng xíu. Có. Thành ơi, nhưng mà lâu quá Ly chưa thấy, Ly chưa coi được hơn nhảy bốn chân sao Thành bốn thử. Chết rồi, cái giày này. Giày này bốn nè, bốn nè. Không biết cái vụ đó. Đâu là làm coi. Làm sao, nó làm sao? Thôi để mấy tới Đàm mình làm. Đàm đi nha. Hay quá, nhưng mà quan trọng. Dạ, một tràng hối tay giám khảo Hoài Nhật Nam và giám khảo Trấn Thành ơi, trời ơi. Tôi nói rồi mà có tuổi mà đi cà keo chi gì không biết nữa. Đứa nào lâu tụi lên sân khấu một lần nữa tao giết chết liền. Cảm ơn tiết mục này rất là giải trí của ban giám khảo của chúng ta. Bây giờ mình sẽ quay trở lại với anh chàng Tuấn Phong. Không, nhưng mà sau tất cả thì nhận ra là giám khảo giải trí hơn thí sinh rất là nhiều. Tôi thấy là anh Hoàng Nhật Nam anh có những cái gì đó rất là nổi loạn nha. Lần đầu tiên tôi nghe Nam hát đó, tưởng là mọi người trêu Nam không á, nhưng mà tụi hay đó nha. Nam hay mình lắm á. Hay đó nha. Hay. Đó chỉ là những cái giây phút bốc đồng mà thôi, anh đã trở lại nội tâm như xưa rồi. Rồi giám khảo nội tâm thể hiện quyền năng của anh đi. Cái mùi giả tạo mà nó bay nghi ngút cái thiệt á. Ê, nó nghe nè, người ta thi rồi mình góp ý người ta đi. Đúng rồi. Anh mỏi rồi. Ừ, anh mỏi rồi. Giám khảo lôi nói về nhau không à. Bà Minh Tuyết với bài đầu chứ không ai đâu á. Bây giờ cô Minh Tuyết bài này sẽ sinh động phong trào trong trường nè. Thiệt tình. Anh bình tĩnh trở lại thì lúc nãy cô Tư cổ đang nói về thời trang nhưng mà chưa nhận xét hết. Bây giờ phải mời cô Tư nói nè. Phần trình diễn rồi giọng hát. Đó, ủa? Nãy giờ... Tư bức xúc cái gì? Nãy giờ Tư bức xúc cái gì mà Tư quay qua Tư nói Tư hoài vậy Tư? Thì nói nãy giờ Thành nói hết ở đây. Đây chỉ ghi là trang phục và kính của Hưng không chịu nổi. Ghi vậy thôi, đơn giản thôi. Ở đây nãy giờ nói rồi, tại vì biết sao không? Quen rồi, tự nhiên nhìn cái hình ảnh nó sao. Tại vì cái giọng của em nó giống, hiểu không? Cho nên là chị cứ tưởng là Hưng. Cho nên chị nhìn chị thấy Hưng hôm nay rất là lạ. Bạn của mình rất là lạ. Cho nên chị có mấy cái ý kiến như vậy thôi. Hôm nay bạn diễn rất là thú vị, rất là giải trí. Bạn kéo micro giống như là kiểu đang tập tạ ấy, xuống mà xuống tới đây này. Nè, tôi nhớ là cái dòng trước đó, ai có nói là chung kết em phải đậm nét lên. Tôi vẫn còn nhớ cái câu đó đó. Nhưng mà này đậm quá nên mặn tay. Thì làm sao biết được. Ai nói bữa nay không bùng nổ là sai, bạn rất là bùng nổ. Nhưng tôi nói thí dụ mà có kéo cái micro ra đồng ý, nhưng mà ráng làm sao control nó lại, vuốt nhẹ thôi, để xa quá nhiều khi mất vài chữ uổng quá. Thật ra hôm nay á là em có nghe lời góp ý của các giám khảo. Hôm nay muốn các em có một cái gì đó mà giống như anh Thành nói là bùng nổ. Thì đúng rồi, em có một cái bài rất là sôi động, khác với em ở những cái vòng đầu hoàn toàn luôn. Nhưng mà nhiều khi chắc là cũng là dần giống như lần đầu tiên, cho nên là em máu quá. Về phần giải trí thì em rất vui. Một lần nữa cũng căn dặn chúng ta nghe có chọn lọc. Khen em có một tiết mục rất là sôi động để gửi đến tất cả quý vị khán giả trong đêm nay. Cảm ơn Phong. Cảm ơn giám khảo Cẩm Ly. Giám khảo Minh Tuyết. Riêng đối với chị thì chị nghĩ rằng á, em là người bắt chước giống thần tượng của mình cái cách hát nhiều nhất. Bây giờ chị đố cho em hát riêng của bản thân em vẫn hát giống Hưng thôi. Em là bị ăn vô trong máu rồi. Cái phong thái cho tới cái cách hát là em đã ăn vô trong máu. Chỉ vì em không ốm như anh Hưng, em không chân diện đẹp được như anh Hưng, cho nên nó bị cái điều đó, nó khiến cho em bị mất điểm cái phần đó thôi. Nhưng cái phần đó mình vẫn, nếu mà mình đưa đúng, mình trau chuốt đúng thì nó vẫn sẽ được thôi. Nhưng mà cái khó nhất vẫn là mình hát làm sao giống như nhắm mắt lại người ta vẫn có thể nói ớ
hình như Đàm Vĩnh Hưng hát kìa. Thì với chị, riêng chị vẫn nghĩ rằng em là người hát giống thần tượng nhất. Cảm ơn giám khảo Minh Tuyết. Thế còn đạo diễn Hoàng Nhật Nam? Tuấn Phong luôn giữ một cái phong độ từ đầu cho đến giờ. Nhưng mà trong đêm chung kết này thì anh nhận ra Tuấn Phong dù là một chàng trai rất là bản lĩnh sân khấu và gọi là có sự tính toán sân khấu từng chi tiết, nhưng mà hôm nay đã có cái sự gọi là lo lắng cái áp lực của cái đêm nay nó quá căng. Và cái điều đó nó đã thể hiện ở cái tiết mục Tam Ca. Phong cũng có quên lời một đoạn này, rồi cái bài vừa rồi cũng có quên lời. Mà trước đó anh chưa bao giờ mảy may bắt gặp một chút thiếu tự tin ở Phong hết trơn á. Nhưng mà cái điều mà anh có thể cảm nhận được là cái năng lượng mà Phong lan tỏa ra trong cái tiết mục này là có thật. Và mọi người dưới này rất là hào hứng và nhún nhảy theo. Và cái chất giọng của Phong cũng rất là tốt, vẫn đảm bảo những cái phần ca để làm sao giống anh Hưng nhất. Còn với những sự diễn xuất của Nhảy và di chuyển sân khấu để mà có những cái nó mang tính giải trí nhiều hơn, thì đó là một sự nỗ lực mà anh ghi nhận. Mặc dù là cái sự nỗ lực đó có thể là hơi đậm hơn một chút, nhưng mà anh thấy vẫn dễ thương. Dĩ nhiên là làm sao có thể yêu cầu em chính xác và giống như anh Hưng hoàn toàn 100% được, vì cái cơ địa mỗi người, cái body của mỗi người hoàn toàn là nó khác nhau. Nhưng mà em cũng đã có quá trình giảm cân đó, nhưng mà lưu ý thời trang là nó phải fit. Anh Hưng luôn luôn là nó fit body lắm, thì lúc đó thì từng cái chuyển động của mình nó được linh hoạt hơn, nó sinh động hơn. Chúc mừng Phong. Xin được cảm ơn ban giám khảo rất là nhiều vì những lời góp ý dành cho Tuấn Phong ngày hôm nay. Một tràng hô tay nữa, chúc mừng Tuấn Phong. Quý vị thân mến, vậy là chúng ta đã khép lại những tiết mục dự thi của 4 thí sinh trong đêm thi tối ngày hôm nay. Và hãy dành cho ban giám khảo của chúng tôi thời gian để họ quyết định ai sẽ là quán quân trong đêm chung kết này. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Và ngay bây giờ, giây phút hồi hộp đáng mong chờ nhất cũng phải đến. Chính xác là như vậy. Với rất là nhiều những giây phút thư giãn, thoải mái, nhiều tiếng cười, nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, và đặc biệt hơn hết là những sự cố gắng của các thí sinh trong chương trình mùa 2. Và bây giờ chúng tôi xin được mời 4 thí sinh xuất sắc trong đêm chung kết này quay trở lại sân khấu để chúng ta đến phần công bố kết quả. Một lần nữa hãy nhìn lại tất cả những thí sinh trong đêm chung kết của chúng ta ngày hôm nay. Quang Nghị, thí sinh Thu Ngân, Tuấn Phong và Quang Anh. Ban giám khảo thân mến, chắc chắn những gì họ thể hiện là những điều tuyệt vời nhất trong mùa 2. Và họ đã rất xứng đáng với những tràng pháo tay, những sự tin yêu và sự yêu thương của chính tất cả quý vị khán giả. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau đến với giải đầu tiên, giải thưởng triển vọng. Quý vị thân mến, 4 thí sinh ngày hôm nay ai cũng rất xứng đáng, nhưng chúng tôi có rất nhiều giải thưởng cho các bạn. Giải triển vọng đã thuộc về thí sinh, đó chính là thí sinh Thu Ngân. Xin chúc mừng thí sinh Thu Ngân đã đạt được giải triển vọng trong chương trình Ca sĩ thần tượng. Chúc mừng bạn. Mời bạn bước lên phía trước một bước và xin được trân trọng kính mời giám khảo Trấn Thành và giám khảo Cẩm Ly lên sân khấu để trao thưởng cho giải thưởng triển vọng với trị giá giải thưởng là 50 triệu đồng. Một tràng hoa tay cho Thu Ngân với phần hóa thân thành thần tượng của mình, đó chính là nữ ca sĩ Hương Tràm. Xin được cảm ơn giám khảo Trấn Thành, xin được cảm ơn giám khảo Cẩm Ly. Và ngay bây giờ chúng tôi xin được công bố giải thưởng rất quan trọng tiếp theo, đó là giải ấn tượng. Giải thưởng ấn tượng của chương trình Ca sĩ thần tượng sẽ thuộc về ai? Có rất nhiều tiết mục trình diễn ấn tượng, nhưng giải thưởng ấn tượng đã thuộc về một chàng trai. Trong số 3 chàng trai đang ở đây. Vâng ạ. Và chàng trai này đã hóa thân thành ca sĩ thần tượng mang tên Hưng. Nhưng là Tuấn Hưng hay Đàm Vĩnh Hưng đây? Xin được chúc mừng sầu cho... Sầu ơi sầu sợ quá, tụt máu với em đó. Xin được chúc mừng cho... Quang Anh với giải thưởng ấn tượng hóa thân thành Tuấn Hưng. Xin được trân trọng kính mời đạo diễn Hoàng Nhật Nam và ca sĩ Minh Tuyết lên sân khấu trao giải ấn tượng với giá trị tiền thưởng là 75 triệu đồng.
Một lần nữa xin được chúc mừng cho Quang Anh. Xin được trân trọng cảm ơn đạo diễn Hoàng Nhật Nam và ca sĩ Minh Tuyết. Có 4 thí sinh mà nãy giờ trao giải. Thứ nhất là giải triển vọng, thứ hai là giải ấn tượng. Vậy là chúng ta có một á quân và một quán quân trong mùa thứ hai này. Kim Minh Dù chúc mừng quán quân, chắc chắn người còn lại sẽ là á quân. Quán quân của chương trình Ca sĩ thần tượng mùa 2 đã thuộc về một chàng trai Quang Nghị hay Tuấn Phong. Và chúng tôi xin được công bố quán quân luôn ngay bây giờ. Các bạn nghĩ ai là quán quân ạ? Các bạn rất ngang tài ngang sức. Và quán quân xin được chúc mừng. Tuấn Phong! Và xin được chúc mừng cho Quang Nghị, bạn đã là á quân của ca sĩ thần tượng mùa 2 năm nay. Điều đó có nghĩa là thí sinh Quang Nghị đã được giải á quân của chương trình ca sĩ thần tượng mùa 2. Và ngay bây giờ xin được trân trọng kính mời ông Phạm Kim Long, Phó Tổng Giám đốc, lên sân khấu trao giải á quân chương trình ca sĩ thần tượng mùa thứ 2 năm 2019. Chúng tôi xin được gọi tên quán quân, đó chính là Tuấn Phong. Xin được mời ban giám khảo lên sân khấu. Xin được trân trọng kính mời ông Phạm Kim Long quay trở lại sân khấu luôn ạ. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy có nghĩa là đã khép lại mùa 2 chương trình ca sĩ thần tượng. Còn ngay bây giờ, Minh Dù, Khả Như, ban giám khảo cũng như tất cả